Hôm nay mình sẽ chữa một cái đề nhá, mình sẽ tư duy và mình sẽ chữa một cái đề của Writing Task 2. Chữa một cái đề của Writing Task 2 và mới thi cách đây độ 5 ngày. Đó, ngày 16 tháng 9. Và mình sẽ xem là ở trong cái đề này nó sẽ có những cái bẫy gì nhá. Ok. Thầy có đăng cái bài rèn tư duy writing ấy ở trên group ạ. Thì mình đã thấy là có một số bạn bình luận nhá, tức là khi các bạn bình luận thì các bạn bình luận rất là tự nhiên đấy. Đó, và các bạn gần như là các bạn nghĩ gì thì các bạn sẽ nói cái đấy. Tuy nhiên, đa số nha, tí nữa mình sẽ chữa và các bạn sẽ thấy ạ, đa số các cái bạn mà ghi những cái bài bình luận ở đấy ấy, thì có rất nhiều câu là có vấn đề. Đó, và thầy biết là nếu mà là các bạn đang xem live cái này, khi các bạn đi thi thật đấy, thì rất nhiều bạn cũng sẽ nghĩ y hệt như các bạn đang comment như vậy. Đó, thế thì mình sẽ xem là những cái lỗi gì là những cái lỗi to nhất nhá để khiến mình bị ben 6, ben 5 và ben 6, còn mình sẽ cố gắng để mình lên được ben 7 đổ lên. Rồi, khá là ổn, khá là ổn. Rồi, tiếp nhá. Thì như các bạn thấy ở đây ạ, hôm nay thì cái content của mình sẽ có các phần chính như sau. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái tiêu chí chấm điểm nhá trong writing task 2. Được chưa? Mình sẽ nhìn vào những cái tiêu chí chấm điểm trong cái phần 2 này. Và mình sẽ xem là nếu mà mình muốn từ 7 trở lên ấy thì cái mục tiêu ưu tiên nhất của mình là cái gì. Ok, sau đó thì mình sẽ chữa nha, chữa cái bài rèn tư duy ở trên group, và thầy sẽ chỉ cho các bạn biết nhá là có một số những cái bẫy mà nó phải gọi là rất là hiểm đấy, những cái bẫy nó rất là hiểm và nó sẽ khiến chúng ta bị năm ben năm ngay lập tức nếu mà chúng ta không gọi là không nhận ra nó và mình biết theo kiểu bản năng ấy, nó rất dễ là bị 5 điểm cho phần hoàn thành nhiệm vụ. Và cuối cùng là mình sẽ có một cái outline nha, mình thầy thầy sẽ lên cho các bạn một cái outline nhỏ, được chưa, để làm gì nhá, để các bạn sẽ có cơ hội được chấm chữa writing miễn phí. Sounds great nhá. Dự kiến nha, là mình sẽ có khoảng 3 đến 4 bạn được chữa writing miễn phí của bài này, được chưa? Sau khi mình chữa hết xong, thầy sẽ chỉ cho các bạn cái outline thôi, sau đó thì các bạn sẽ tự viết. Ok, rồi chén. Rồi, đầu tiên là về tiêu chí chấm phần writing task 2. Ở đây nhá thì thầy đã cho các bạn sẵn bốn cái tiêu chí ở đây rồi đó, nhưng thầy sẽ muốn các bạn là dịch sang tiếng Việt nhé, để thầy xem là các bạn đã hiểu rõ hết các cái tiêu chí chấm điểm chưa. Ok, mình sẽ đi từ trên xuống nhé. Nào, đầu tiên là cái task response. Các bạn có thể dịch tiếng Việt ra giúp thầy được không? Task response tức là sao ta? What does it mean? Task response. Các bạn dịch nha. Nào, task response các bạn sẽ dịch ra tiếng Việt là cái gì ạ? Oh, here it is. Okay. Mình chỉnh được rồi các bạn. Nice. Okay. This, đúng trọng tâm mà. Nhiệm vụ phản hồi. Ừ. Đúng rồi. Mình khi nếu mà mình dịch tiếng Việt các bạn nhé, thì mình sẽ hiểu cái task response tức là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ. Một số bạn ở đây đúng không? Các bạn ấy ghi là đúng trọng tâm này, không bị lạc đề. Đúng nhá. Nhưng được chưa? Các bạn nghe rõ này, đúng nhưng mà chưa đủ. Đó, vậy thì tí nữa đúng không? Mình sẽ xem là cái task response đấy nó sẽ bao gồm mấy thứ và những cái thứ đó là cái gì. Xong rồi khi mà mình biết rồi đúng không, thì khi mà mình làm ấy mình cứ kiểu tích ấy, đúng không? Tích 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 đó, các bạn tích được hết các cái ô đấy thì các bạn sẽ được ben 7, đúng không? Các bạn tích được các cái ô nữa thì các bạn sẽ lên được ben 8. Ok, just that simple. Alright, rồi, ok, task response xong nhá. Tiếp, coherence and cohesion. What does it mean? Cái dòng số 2 nào, coherence and cohesion, dịch sang tiếng Việt nào các bạn. Các bạn nào mà có thể là đã từng học rồi nhá, hoặc là chưa học đi thì mình đoán thử xem nào. Có bạn QD dịch là mạch lạc. Ừ, đúng rồi. Sự liên kết giữa các câu này. Ok, chuẩn, đúng không? Nên mình sẽ hiểu là nó sẽ có sự liên kết giữa các vế trong một câu, đúng không? Giữa các câu trong một khổ. Đấy, và giữa các khổ trong một bài. Okay. Nó sẽ có một vài cái level như vậy, nhưng mà coherence and cohesion mình sẽ hiểu là liên kết mạch lạc nha, đúng rồi.
Và cái thứ ba là ngữ pháp đúng không? Đấy. Ngữ pháp ở đây thì mình sẽ có ngữ pháp về range, tức là cái độ rộng về ngữ pháp và độ chính xác về ngữ pháp. Ok. Và cái cuối cùng thì sao? Lexical resource là cái mà các bạn rất là yêu thích này. Vừa thích vừa ghét đúng không? A love-hate relationship. Lexical resource. Cái đơn giản nhất là mình sẽ hiểu nó chính là vocab. Đúng rồi, chuẩn. Here good. Rồi, thế thì bốn tiêu chí này anh biết rồi đúng không? Thế thì vấn đề ở đây khi mà các bạn viết ấy, thì theo các bạn nha, là tiêu chí nào là quan trọng nhất? Nếu mà các bạn được chọn một tiêu chí thì các bạn chọn thằng nào là quan trọng nhất? Mấy thằng kia cũng quan trọng nha, nhưng mà thằng nào sẽ là quan trọng nhất? Các bạn chát thử xem nào. Có một đây có 1 2 3 4 đúng không? Các bạn thể chát số ra. 1 3 task response. Task response hoàn thành nhiệm vụ à? 1 1. Đa số các bạn chọn là 1 đúng không? Chuẩn. Đúng luôn, đúng không? Đúng luôn, đa số các bạn sẽ chọn là 1 và đây sẽ là cái ưu tiên của mình nha. Like this. Mục tiêu của mình nha, đó chính là mình sẽ ưu tiên từ trên xuống. Và thầy đã sắp xếp cho các bạn cái thứ tự đúng là thứ tự ưu tiên luôn rồi đó, thì các bạn sẽ thấy là từ vựng đáng ngạc nhiên thay nó là ở cuối cùng. Tí nữa mình sẽ nói qua một tí về từ vựng thôi, tại vì mình sẽ tập trung vào những thằng đầu tiên được chưa, tại vì giống như bạn QD đang chat ở trong phần chat này này, lệch task respond thì trừ rất là nặng đúng các bạn, task respond nhé, các bạn chỉ cần lệch một một tức là các bạn lệch một đúng cái chỗ quan trọng ấy thì thường các bạn sẽ bị người ta sẽ cho các bạn 4 đến 5 điểm phần hoàn thành nhiệm vụ luôn. Tức là người ta còn kiểu chưa cần đọc cái phần bên dưới luôn. Người ta cho các bạn 5 điểm luôn. Đấy, thì đấy là một cái rất là nguy hiểm mà tí nữa mình sẽ cần phải phải nói đến, được chưa? Rồi, mình sẽ đi tiếp nhá. Ok, task response mình sẽ dịch là hoàn thành nhiệm vụ của đề. Đấy. Là cái mục tiêu số 1 của mình nha. Bây giờ mình sẽ đến cái phần chữa cái bài rèn tư duy các bạn nhé và chỉ ra bẫy. Phần này sẽ là một phần rất là hay. Mình sẽ nói là hôm nay là một cái buổi thật sự là giá trị. Đấy, bạn nào mà không xem nha thì là các bạn ấy thiệt. Các bạn chỉ cần bỏ ra tầm 1 tiếng, 2 tiếng các bạn xem thôi thì thầy đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ tránh được rất 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 nhiều bẫy. Tuy nhiên là cái bài rèn tư duy này hơi lười nha. Đăng trên group mà rất nhiều người xem mà hơi lười bình luận nha các bạn. Thế thì các bạn nhìn qua nhé, những bạn nào mới nhé, các bạn có nhìn rõ cái đề không? Thầy hỏi thử nhé, xem kiểu các bạn đang xem bằng điện thoại ấy, các bạn nhìn 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 rõ chưa? QD em có thể tìm IELTS từ đầu ấy mà, ở trên Phở Bò nó sẽ ra luôn mà. Rõ rồi đúng không? Ok. Lần trước thì mình thấy hơi to rồi, là mình cho nó nhỏ nhỏ vào một tí. Các bạn đọc cái đề nha, đây là đề thi thật ngày 16 tháng 9 nhá, dành cho bạn nào mà lỡ các cái bài đăng ở trong group của mình. Okay. Thì mình đọc nhé. Và trong cái bài tư duy về đề ở trong group ấy thì mình sẽ cho các bạn ba cái câu hỏi đúng không? Đó, thì đây ở trên 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 slide các bạn đang nhìn nó chính là câu hỏi số 1. Các bạn đọc nhá, thầy sẽ cho các bạn khoảng 1 phút để các bạn đọc ạ. Câu số 1 đó chính là sau khi các bạn đọc cái đề này thì có một câu hỏi là có thật là celebrities, celebrities đang kiếm nhiều tiền hơn là politicians. Ok. Tại vì thầy biết là chỉ có tầm gần chục bạn bình luận thôi, cho nên là rất nhiều bạn đang xem cái live này thì các bạn chưa bình luận ở trong bài đấy. Thế thì bây giờ sẽ là cơ hội để cho các bạn trả lời nhé. Nào, động não nào. Các bạn chat ra nhé. Theo các bạn là có thật hay không? Các bạn trả lời giúp mình câu này nào. Trả lời nhé. Ít nhất là cứ phải tầm chục bạn đi. Một chục bạn trả lời đi, sau bắt đầu mình đi. Ok, mình sẽ xem ý kiến nào nhiều hơn. Bạn QT thì trả lời là có thật. Tiếp các bạn khác thì sao? Bình luận nhé. Các bạn chỉ cần trả lời là có hay không thôi hoặc là thế nào đấy, tại vì ở trong group ấy các bạn ấy bình luận thì đang là 50-50 đó, có bạn thì bảo có, bạn lại bảo không. Ở đây thì mình đang thấy có 2 bạn là không này và đa số là có đâu, các bạn còn lại nữa thì sao? Mạnh dạn nhá, nghĩ thế nào thì nói thế. Tức là ở đây mình đang thấy là có khoảng tầm 87 đến 80% là các bạn sẽ đồng ý với cái câu này, các bạn sẽ nói là người nổi tiếng sẽ kiếm nhiều hơn chính trị gia đúng không? Rồi, rồi, ok. Còn còn lại thì các bạn sẽ nói là có. Đấy, nhưng mà đang có tương đối nhiều bạn là không. Thế thì bây giờ mình phải hỏi các bạn nhé. Thầy sẽ phải công nhận đây là một câu hỏi bẫy các bạn. Đây là một câu hỏi bẫy, thầy đã bẫy các bạn ngay từ khi thầy đặt câu hỏi rồi để xem các bạn có nhận ra không. Nào, thế bây giờ thầy hỏi các bạn nhé.
Các bạn trả lời giúp thầy câu này ạ. Here. Ở đây các bạn sẽ thấy nhá, thầy đã chụp lại nhá. Đấy, thầy đã chụp lại bốn cái bình luận của bốn bạn mà đã trả lời ở trong group IELTS từ đầu trên Fervo. Các bạn nhìn ở đây ạ. Yes. Câu số 1 nhá. Đó, bạn ở đây có bạn Johannes thì bạn ấy sẽ nói là hiếm khi. Đấy, đúng không? Bạn Johannes thì bạn lại nói là ý là đa số thì là chính trị ra nhiều tiền hơn. Bạn là Khánh Linh đúng không ạ? Khánh Linh Phùng các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Khánh Linh Phùng này thì lại ghi là có phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đúng không? Tức là các bạn sẽ nhìn thấy là hai bạn đầu này là ý giống nhau này, là các bạn đi đang phân vân, các bạn không thể chọn được. Right? Bạn số 3 thì sao? Cũng thế. Bạn số 3 cũng thế đúng không? Chưa chắc chắn lắm. Đấy, và bạn này bạn nói là cũng là chỉ ở một vài nước. Và bạn cuối cùng là bạn Ngân, Lê Nguyễn Ngân này bình luận ở trên page IELTS từ đầu, và bạn ý đồng ý rằng người nổi tiếng thì kiếm nhiều tiền hơn chính trị gia. Thế thì bây giờ thầy muốn hỏi các bạn một câu này. Ở đây là các bạn sẽ thấy nhất là ba bạn này, ba bạn là gọi là phân vân, một bạn thì chọn được. Thì bây giờ thầy muốn hỏi các bạn câu này. Các bạn đọc ạ. Nếu mà bạn nào đã từng theo dõi cái group IELTS từ đầu cũng như một vài cái bài viết trước của mình thì các bạn đều sẽ luôn luôn tự phải đặt một câu hỏi. Cái câu này này. Nowadays, celebrities earn more money than politicians. Theo các bạn nhé, cái này là fact hay là opinion? Các bạn chat nhé. Chat thử cho mình xem nào. Đây là fact hay là opinion? Và sau các bạn cứ comment cái suy nghĩ của các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn là nó khác gì nhau. Fact, opinion, gì nữa? Fact, opinion. Opinion fact khoảng tầm 70% các bạn chọn là fact, 30% chọn là opinion. Các bạn sẽ nhìn ạ, cái câu đầu nó bảo đúng không? Ngày nay đúng không? Bây giờ mình dịch tiếng Việt cho các bạn nhé. Ngày nay đúng không? Người nổi tiếng thì kiếm nhiều tiền hơn chính trị gia. Lý do cho việc này là gì? Và đây là một điều tốt hay điều xấu? Được chưa? Thì các bạn nào, các bạn dừng lại cho mình một vài giây nhé, tại phải đọc kỹ ạ. Câu này ở đây nó là một fact. Nó là một fact, tức là sao? Nó là một sự thật các bạn. Fact khác gì opinion? Fact thì nó là sự thật đúng không? Còn opinion tức là một ý kiến. Tức là mình không biết là nó có đúng hay không. Đúng không? Còn fact thì nó luôn luôn đúng rồi. Ví dụ như mình bảo là mặt trời thì rất là nóng. Thì đấy là fact nhá, đúng không? Nào, thế bây giờ mình hỏi các bạn nhá. Thế thì nếu mà là fact thì các bạn có cần phải chứng minh nó không? Các bạn thử bình luận nhé, có hay không ạ? Nếu mà nó là fact thì các bạn có cần phải chứng minh nó đúng không? Có cần phải chứng minh không ấy? Có hay không? Kiểu mặt trời rất nóng đúng không? Thì người ta có bắt các bạn chứng minh mặt trời nóng đâu, ai chả biết đúng không? Tức là đấy là cái đầu tiên nhá, đúng không? Rất nhiều bạn, như các bạn đã thấy cái tỷ lệ lúc nãy mình đăng ở cái slide trước, đúng không? Bốn bạn thì ba bạn là cứ ngồi nghĩ xem là thằng nào kiếm nhiều tiền hơn đúng không? Mà các bạn quên mất là khi mà các bạn đọc cái đề này là người ta mặc định với các bạn là kiếm nhiều hơn rồi. Các bạn không cần phải chứng minh nó là kiếm nhiều hơn. Các bạn hiểu không ạ? Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên nhá. Và trong bài các bạn cũng sẽ không cần phải chứng minh là kiếm nhiều hơn. Thế thì trong bài mình viết cái gì? Đấy, thì trong bài đây, body 1 mình trả lời câu hỏi 1, body 2 mình trả lời câu hỏi 2, thế thôi. That's it. Right? Một cái tip nhỏ nhé, một cái tip nhỏ. Để thầy giúp các bạn phân biệt giữa fact và opinion nhé. Các bạn biết khi nào thì nó là opinion không? Nào, câu này gọi là khó này. Và câu này nó sẽ không có trong slide, chỉ bạn nào xem buổi live này mới biết thôi. Đúng không? Biết khi nào, thế thì khi nào để mình biết nó là opinion nhỉ? Nhỉ? Yeah. Đúng không? Nó đâu có nó opinion. Những cái từ some people, yeah, có thể là some people này, should suggest, đúng rồi, một số những cái cách nha, đó chính là thứ nhất là người ta sẽ nói là some people think that, đúng không, hoặc là cái gì scientists, đúng không, hoặc là many people think that, thì đấy là ý kiến, đúng không? Thế thì bây giờ thầy hỏi các bạn nhé, đấy là cái câu ở bên trên đúng không, ý các bạn là câu này đúng không, câu bên trên nó hỏi là nó nói là some people said that thì các bạn sẽ nghĩ là opinion.
Thế thì các bạn có biết không, là khi nó hỏi như thế nào thì nó là opinion không? Nhởn đi ca, bạn nghĩ sao về nó à? Tức là sao em? Các bạn có biết không, là khi nó hỏi cái câu hỏi ở dưới ấy, đây cái câu hỏi này, đây nó hỏi là lý do và đây là trend tốt hay xấu đúng không? Thế thì khi nó hỏi thế nào thì mình hiểu nó là opinion. Nó hỏi ý kiến của mình là sao em? Viết tiếng tiếng Anh đi, nó hỏi thì thế nào, nó không phải hỏi reason, mà nó hỏi thế nào thì mình hiểu nó là opinion. Đúng rồi, bống kim hoặc là Lindsay đúng không? Khi mà nó hỏi là to what extent hoặc là do you agree or disagree? Do you agree or disagree hoặc là discuss both views and give your opinion? Thì các bạn sẽ thấy ngay, đúng không? Nó hỏi mình là bạn có đồng ý hay không? Thì chứng tỏ đấy không phải là một sự thật hiển nhiên mà nó phải là một ý kiến, đúng không? Chẳng ai lại nói là mặt trời rất là nóng, bạn có đồng ý hay không? Đó, mà nó phải cho mình một câu mà phải cãi nhau đúng không? Đấy, đấy, phải cãi nhau mỗi ông nói một kiểu và nó sẽ hỏi mình. Đó, nhưng đúng không? Bài này thì nó không thế, bài này nó là phác luôn, không cần chứng minh nha, đấy là cái đầu tiên. Cho nên, đấy, ví dụ như là ngay câu đầu tiên đúng không? Là bốn chiến sĩ này thì ba chiến sĩ bên trên là tôi. Ba chiến sĩ bên trên là tôi ngay từ cái bước tôi ngay từ cái bước gọi là đọc đề đấy. Đó. Còn bạn Ngân ở cuối thì thật ra theo theo thầy nhé, bạn Ngân ở cuối thì đúng rồi đấy, đúng không? Bạn chỉ ghi là người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền hơn thôi, thế đó, đúng không? Tôi đồng ý. Xong, các bạn thấy tỷ lệ đúng hay sai không? Một câu rất đơn giản nhé, nhưng mà rất nhiều người bị lừa. Đấy là cái thứ nhất các bạn nhé. Ok, mong là các bạn hiểu hết đoạn đầu rồi nhé. Phải phân biệt được khi nào là fact, khi nào là opinion. Mình đảm bảo với các bạn luôn là rất ít những nơi dạy IELTS, kể cả các trung tâm và các thầy cô, có thể là họ đều phân biệt được nhé, nhưng rất ít người họ ngồi và họ nói ra ấy, tức là họ phân là họ nói đặt tên cho các bạn là fact với opinion. Và rất nhiều lúc ấy, rất nhiều bạn luôn là vào bài cứ ngồi chứng minh là celebrity kiếm nhiều tiền hơn, đúng không? Đi lệch hết rồi. Tiếp câu hỏi số 2. Trong cái bài, trong cái group IELTS từ đầu đúng không ạ, thì thầy có hỏi các bạn là hai lý do đúng không, tức là hỏi câu đầu tiên thôi, hai lý do mà khiến cho người nổi tiếng kiếm nhiều tiền hơn politician. Nào thì bây giờ nhá, ở đây là vẫn là cái bốn mà các bạn vừa rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi cùng các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ hỏi các bạn là theo các bạn là những cái bạn này bạn trả lời là được hay chưa? Nào, bạn đầu tiên cho các bạn đọc nhé. Nào, Joannes. Bạn đầu tiên là Joannes, các bạn đọc được không ạ? Các bạn đọc xong và các bạn sẽ chat giúp mình nhé, là trả lời về lý do như Joannes này là được hay chưa? Nào, các bạn nhìn vào Joannes là bạn đầu tiên nhé. Đọc nha, đọc và chat ra là được hay chưa? Cho hai lý do của Joannes. Yeah. Nhi, very good. That's a good one, Nhi. Yes, Hương Giang, Lindsay. Không đúng. Đúng rồi. Bạn đầu lạc đề ngay. Các bạn biết tại sao lại lạc đề không ạ? Tại vì ở câu hỏi số 1 ấy. Các bạn có hình dung không? Tức là ngay ở câu hỏi đầu ấy là bạn ấy đã trả lời sai rồi. Đấy, cho nên là nó như kiểu là the domino effect, như kiểu là hiệu ứng domino ấy. Câu đầu bạn sai rồi thì chắc chắn là đến câu này bạn lại giải thích cho cái sai đấy, đúng không? Thì kể cả bạn ấy có giải thích đúng hay chăng nữa, nhưng mà bạn lại đang giải thích ở sai chỗ thì tóm lại vẫn là sai. Nên bạn đầu là out luôn này, Johannes out luôn. Tiếp số 2, Khánh Linh nào. Khánh Linh thì sao? Đọc đi nha. Bạn đầu là out nhá, Johannes out, Khánh Linh thì sao? It good? Sao bạn đọc? Cứ chờ đợi tầm chục bạn nhá, chục bạn trả lời xem được hay chưa đã, xong rồi mình sẽ đi tiếp. Bạn Khánh Linh trả lời hai lý do này là được chưa? Được ạ này, được ạ này, ổn, ok, well fine. Rồi, ok, đa số các bạn thấy ổn đúng không? Được, ok, duyệt nhá, đúng không? Johannes out này, Khánh Linh ok, good, right, simple. Simple, good.
Thế còn bạn này, bạn số 3 là bạn Quang, là một bạn học viên của mình. Được hay chưa? Nào. Bạn học viên của mình thì câu đầu hơi ấy một tí đúng không? Nhưng mà câu này là cũng bắt đầu tỉnh tỉnh đấy. Câu này bắt đầu tỉnh đòn phết. Nào bạn bạn Quang số 3 này được không các bạn? Yes or no? Bạn nào hôm nay mà ngồi chăm học không đi chơi trung thu là chăm phết được. Bạn số 3 nào. Đọc đi ạ. Yes or no? Yes. Ok. Yes. Ổn. Được. Yes. Rồi. Ok. Bạn số 3 được. Tức là Khánh Linh và Quang được này. Thế bạn cuối sao Linh Ngân? Linh Ngân thì sao? Linh Ngân ngắn nhá. Cho nên là các bạn có thể chat luôn là được hay không? Lý do của Lê Ngân thì sao? Is it good? Chưa đúng không? Tức là gọi là hơi hơi đúng không? Đấy, nó hơi nghiêng về phía chưa. Tại vì sao? Ở đây thì có bạn Nhưởng đi ca này và có bạn Nhi thì khá là tinh. Đó, tức là rõ ràng là cái lý do này thì đúng nha, đúng không? Mình sẽ hiểu là lý do này thì đúng nhưng bạn ấy đang thiếu mất cái phần so sánh với cả politicians. Mình sẽ nói đấy là một phần khá là quan trọng. Tại vì như các bạn để ý ở trên đề ạ, đúng không? Cái việc mà người nổi tiếng họ kiếm nhiều tiền ấy với cái việc họ kiếm nhiều tiền hơn politician là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho nên là thiếu cái phần so sánh đấy cũng là theo thầy là nó cũng thiếu một phần quan trọng đấy chứ không phải là không đâu. Cho nên đúng không? Ở đây thì mình sẽ thấy là có Khánh Linh và Quang là ok này, còn Lê Ngân các bạn ấn X nhé các bạn nhé. X nhá, ok, tại vì thầy đang định giải thích cho các bạn nhưng mà các bạn đã phát hiện ra rồi thì mình sẽ chọn thằng bạn Lê Ngân này là X luôn. Hai bạn ở giữa là ok nha. Tiếp, chưa hết đâu. Nào câu cuối, is it a negative or a positive trend? Đây là một cái trend nó tiêu cực hay nó tích cực? Nào Johannes tiếp nhá. Johannes là được hay không đây? Các bạn có thể kiểu kiểu ghi thêm lý do được không? Không là tại 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 sao? Đấy, có thể giải thích bằng một câu ngắn được không? Đúng rồi đấy, câu đầu này là không được này. Đấy, bạn Johannes này gần như là bị domino ngay từ câu đầu luôn, nên các câu sau bán sai theo theo một chuỗi luôn. Đó, thế thì tại sao cái này nó lại không không được nhỉ? Why is that? Các bạn có thể để ý ngay, đó chính là bạn ấy đang giải thích dựa trên các câu trước. Đúng không? Trên các câu trước sai, câu này hình vô hình chung nó cũng sai luôn đấy. Câu này các bạn đọc này, các bạn sẽ thấy là nửa trên thì bạn ấy bảo là người nổi tiếng nhiều tiền hơn. Đấy, tức là kiểu kiểu nó bị rối ấy. Nó không rõ cái position ạ. Nửa trên thì bạn đang nói là người nổi tiếng nhiều tiền hơn. Thì lại tốt hơn đúng không? Đấy, bên dưới thì lại bảo là chính trị gia nhiều tiền hơn thì sao? Đó, thì các bạn sẽ thấy ngay là nói chung là cái phần đầu nó bị loạn, trên đoạn này nó cũng loạn luôn. Đấy, chưa cần xét đến tính thuyết phục nha. Chỉ mình chỉ thấy là nó đang loạn rồi. Đó. Không cần phân tích negative và positive trend á. An, có cần phải phân tích cho em? Ủa, ở đây có một bạn nha, có bạn An bảo là em sẽ không cần phân tích tốt hay xấu mà em chỉ cần discuss both view. Thì thầy sẽ nói nhanh qua một tí nhé. Thứ nhất, các bạn có hiểu tại sao là mình phải bàn luận xem là đây là trend tốt hay xấu không ạ? Mình phải bàn luận đây là negative hay là positive trend, các bạn biết tại sao? Các bạn biết tại sao mình phải phân tích cái đấy không? Ừ, vì đề bảo đúng rồi, bạn QT. Đề nó hỏi đây làm gì em? Nhờ ăn nhờ. Đề nó hỏi đây thì em phải 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 chứ. Đúng không? Đấy, em không trả lời thì làm sao em đúng được. Và thứ hai ấy,
cái bạn A đây này thì bạn đang ghi là thay vì đó thì chúng ta discuss both views, nhưng mà em lại quên mất ngay cái đầu tiên ăn ạ. Thứ nhất, đây không phải là view mà đây là fact. View là opinion ấy. Đây là view chứ không phải là fact, đúng không? Và thứ hai là bài này thì chỉ có một fact thôi, lấy đâu ra mà hai view mà discuss both view. Đúng không? Cho nên là mình phải để ý nhá, mình phải đọc cái đề. Ở chung là Johannes đầu tiên là out này, còn thứ hai Khánh Linh thì sao? Khánh Linh được không nhỉ? Khánh Linh ổn không các bạn? Đọc của Khánh Linh nhá. Bạn đi giải thích thế này các bạn thấy ok chưa? Ổn ổn đấy, tư duy tốt đúng không? Đúng rồi, bạn bạn Khánh Linh này tư duy tương đối ổn này đấy, logic nói chung là tí nữa nha mình sẽ chỉ cho các bạn là có một cái lỗi nhỏ nhưng mà 90% mà nó ok rồi đấy, ổn đấy đúng không? Được rồi, tiếp bên dưới nào, đến bạn Quang này thì sao? Các bạn sẽ thấy là hai bạn này thì gần giống nhau, tuy nhiên là vẫn có sự khác biệt. Bạn Quang này thì được hay không? Cái này là mình copy paste đi nha, mình copy paste từ bài các bạn ấy ra nha. Mình chỉ gọi là xuống dòng cho nó gọn thôi chứ mình không hề sửa một cái gì luôn. Nào. Thế còn bạn này thì sao? Được, một bạn nói là được, các bạn khác thì sao? What about others? Tạm ổn à? Tạm ổn à? Ý em là sao? QT em có thể nói tại sao em lại không nói là ổn mà em lại chỉ nói là tạm ổn được không? Các bạn khác ạ, được này, Nhi bảo là được này, tiếp. What about others? What do you guys think? Yes or no for this one? Cho đọc kỹ vào. Kỹ vào xem có thấy ổn chưa, nếu mà không ổn thì các bạn có thể giải thích qua nhé, là chỗ nào không ổn và ổn rồi thôi. Ổn được ý thứ hai à, ok, tức là có một bạn thì không thích ý thứ hai rồi. Tức là bạn này thì bạn ấy lại chia theo đất nước đúng không? Đấy, bạn này lại đang chia theo đất nước, nó sẽ rất là tích cực đối với những cái nước mà đang phát triển rồi và nó không tích cực nếu như nước đấy còn nghèo. Đấy là ý của bạn Quang là như thế. Thế thì câu này nha, thì thầy sẽ chữa cho các bạn nhé. Số 1 là Johannes là out này, Khánh Linh ok này. Bạn Quang này nếu như mà là thầy nhé thì thầy sẽ hơi khó để cho bạn ý 7 điểm hoàn thành nhiệm vụ mà chứ không bị 5 đâu, nhưng với cái ý như thế này thì em chỉ được 6 thôi, em biết tại sao không ạ? Tại vì cái vấn đề ở đây ấy, là khi mà người nổi tiếng họ kiếm được nhiều tiền hơn ấy thì các bạn không thể nào các bạn phân biệt là nó tốt hay xấu dựa vào cái tình hình của đất nước ấy được, đúng không? Đây này, ví dụ như ở trên ấy, bạn ấy ghi là với những cái nước phát triển thì khi mà người nổi tiếng họ kiếm được nhiều tiền bằng cách là họ đem cái văn hóa của cái nước đấy ra với thế giới thì là tốt, đúng không? Và bạn ấy ví dụ là Hàn Quốc, và khi với nước nghèo thì lại không tốt. Chả hiểu sao lại thế nhỉ, đúng không? Bây giờ thầy hỏi các bạn nhé, ví dụ như là Philippines nó còn nghèo đi, đúng không ạ? Nhưng mà hoa hậu của Philippines mà đem được hình ảnh của Philippines ra thế giới thì có tốt không? Các bạn chắc thử nào. Ví dụ đi, Philippines là một nước nghèo đi, nhưng mà hoa hậu Philippines cũng giống như hoa hậu Hàn Quốc đúng không? Là cũng đem hình ảnh của đất nước mình ra thế giới. Đúng không? Tức là mình sẽ thấy là cái bản chất của cái hành động đấy của họ, cái ảnh hưởng của họ là tốt, thì cái việc mà cái đất nước đấy nó nghèo hay không ấy nó chẳng liên quan gì ở đây hết. Em không thể nào em nghĩ theo kiểu đấy được, nó sẽ không thuyết phục ạ. Cho nên đúng không, nếu mà đi thi mà gặp ông nào khó tính là chắc chắn là cái ý của bạn Quang này nó cũng sẽ bị ích luôn đó, đúng không? Rồi, và cuối cùng bạn Linh Ngân, đây là một sự phát triển tiêu cực vì chính trị gia đóng góp nhiều xã hội hơn. Theo thầy nhé, ý này thứ nhất là bạn ấy nói hơi bị chung chung quá, mình đang chưa hiểu lắm luôn. Và thứ hai là em không thể nói là chính trị gia đóng góp nhiều cho đất nước hơn, cho nên là cái việc người nổi tiếng kiếm nhiều tiền thì là việc xấu được, đúng không? Nó quá chung chung. Ý bạn Ngân này thật ra là
nó quá chung chung để mà mình đánh giá xem nó được hay không, cho nên là theo thầy nha vẫn là x đó. Thì các bạn sẽ thấy đến câu cuối này đúng không, thì bốn cháu thì cũng chỉ có ba cháu, ba cháu hy sinh rồi, chỉ có mỗi một cháu Khánh Linh là trả lời được. Tuy nhiên các bạn nhìn vào cái chỗ mình gạch đi, các bạn nhìn vào cái chỗ thầy gạch đi, các bạn có biết tại sao thầy lại gạch không nào? Đố bạn nào nhìn được tại sao thầy lại gạch chỗ này không? Đọc nhanh là tưởng đúng đấy nhá, đọc nhanh là tưởng đúng, nhưng đấy không phải. Lin Di bảo không liên quan á, không phải. Chênh lệch giàu nghèo không có gì sai, không phải. QT ạ, chênh lệch giàu nghèo quá nặng thì rõ ràng đấy là một điều tiêu cực cho xã hội. Rõ ràng nó có sai em ạ. Nếu mà khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá nhiều thì nó sẽ loạn xã hội mất. Đó, cho nên là chắc chắn không, chênh lệch giàu nghèo hay bất bất công, bất bình đẳng trong xã hội nó không bao giờ là một điều tốt hết. Có sai nha, nhưng đấy không phải là vấn đề ở trong chỗ này. Nào, đố bạn biết. Tại sao mình lại gạch chỗ này đi? Nào bạn nào mà phát hiện được chỗ này là bạn ấy khá là tinh. Ảnh hưởng tiêu cực đúng không? Là nếu mà việc kiếm nhiều tiền của người nổi tiếng chỉ tạo ra lợi ích cá nhân và không mang lại giá trị cho xã hội thì sẽ gây ra bất công trong xã hội và dẫn đến chênh lệch giàu nghèo. Khó nói khó phát triển à? Không phải em ạ. Không phải. Gần gần thôi, không phải. Bạn Châu Châu hơi hơi. Việc kiếm tiền không bất gây ra bất công. Gần đúng rồi đấy. Vì bao giờ cũng có chênh lệch giàu nghèo, không phải. Không, em không thể nào em bảo là đấy là một điều đương nhiên nên nó không xấu được nhé. Đúng không? Kể cả những cái điều đương nhiên nhưng nó xấu thì mình vẫn phải nói là nó xấu. Đúng rồi, chuẩn. Bạn Dung, Dung nhí nhố, ok. Bạn này khá là ok, đó chính là chưa rõ ý lắm. Tại sao celeb lại làm chênh lệch giàu nghèo? Vì nó không liên quan. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ở đây thì trong những cái khóa về writing mà thầy dạy nhá, thì nó sẽ có một cái tên. Thầy sẽ có một cái tên cho cái lỗi này. Đó, đó chính là the logical jump. Tức là bước nhảy về logic ấy. Các bạn nghe rõ nhá. The logical jump, bước nhảy về logic. Đó là khi mà cái logic của các bạn nó không thuyết phục đúng không? Tức là nó không logic lắm. Bởi vì là các bạn đang nhảy một phát quá là xa. Các bạn sẽ thấy ở đây là bạn ấy đang nói là ý là những cái người nổi tiếng đấy thì họ như kiểu toàn drama các thứ đúng không? Họ chẳng giúp gì được cho đời hết. Đấy, tự nhiên xong rồi bạn lại suy ra là có thể gây ra bất công trong xã hội và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Thì bạn các bạn có thấy không ạ? Tức là cái ý trước và cái ý sau ấy nó đang là hai cái cục mà nó rất rời rất là xa nhau. Được chưa? Thế thì có nhiều bạn hỏi là thế bây giờ hai cái cục này rời xa nhau như thế thì là em đang thiếu hay là em đang sai? Thế thì cái câu này nó còn tùy thuộc vào cái đề của các bạn nữa. Có rất nhiều lúc thì là không phải các bạn sai nhé, các bạn vẫn đúng nhưng mà các bạn chưa đủ, tức là các bạn cần phải bổ sung thêm những cái phần phát triển ở giữa ấy, để cho các bạn nối hai cái thằng này vào với nhau để cho nó hợp lý. Tuy nhiên cũng sẽ có một vài những cái trường hợp là các bạn là suy nó nhảy xa quá, đâm ra nó sai luôn. Đó thì cái đấy thì hơi khó nói, nó phải để vào đề cụ thể thì mình mới nói được. Đó. Ok, một cái ví dụ khác mình nói với bạn đó khá buồn cười nhé, đó chính là học viên của mình trước mình dạy ạ, học viết thì có một bạn cái đề hôm đấy là về thất nghiệp ấy. Tại đại loại là có cái ý là thất nghiệp. Đấy, thì hậu quả của nó rất buồn cười nhá, tức là bạn ấy nói là khi mà nhiều thì nghĩa thất nghiệp gia tăng luôn. Người ta không có việc ấy, xong rồi người ta quất người ta đi phạm tội giết người ấy. Các bạn hiểu không ạ? Tức là when they lose their jobs, right, they're gonna commit crimes and they're gonna kill others for money. Right? Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn viết theo một cái mạch ấy, nếu mà các bạn không được dạy về cái lỗi này ấy, thì khi các bạn viết các bạn không nhận ra đâu ạ. Đúng không? Các bạn không nhận ra là đấy là một bước nhảy đâu. Quá xa mà các bạn phải được chữa xong các bạn mới nhận ra nhé, còn khi các bạn viết là các bạn cứ kiểu đúng rồi mà đúng không? Nhưng mà rõ ràng các bạn nhảy như thế là nó không thuyết phục đâu ạ, mặc dù là thầy biết là cái lúc mà các bạn viết ấy thì các bạn sẽ nghĩ là thuyết phục đúng không, but it's not ok. Thì đấy cũng là một cái lỗi nhá mà các bạn có thể nốt vào, và cái lỗi đấy thì nó sẽ khiến các bạn kẹt dưới ban 7
Đó, tùy vào độ nghiêm trọng nha. Nếu mà thiếu một tí rồi thì họ vẫn cho các bạn 6 đến 7, nhưng mà nếu mà nó nhảy xa quá như trường hợp này là dễ bị 5 đến 6 lắm. Cho nên là phải cẩn thận nhá. Rồi. Đấy, thế là đại loại là chỉ sau 3 câu hỏi đúng không? Nhưng mà rõ ràng các bạn thấy ạ là không có bạn nào là đúng hết cả bài ấy. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái việc tư duy nhá, cái việc tư duy đề và cũng như là có một cái phương pháp học chuẩn cho cái kỹ năng writing nó rất là quan trọng luôn. Đúng không ạ? Nhiều bạn ấy khi mà viết ấy, các bạn có bao giờ, các bạn thử chấm giúp thầy nhé, thầy hỏi một một câu thôi trước khi mình chuyển sang phần tiếp. Các bạn có bao giờ gặp cái tình trạng không, là khi các bạn đọc một cái đề xong ấy và các bạn không thể hình dung được ra thân bài mình sẽ viết gì không? Một là đọc đề bài xong này và khi các bạn đặt bút, các bạn viết cái thân bài, các bạn không thể dặn ra được ý tiếp theo, hoặc là các bạn viết được một nửa cái thân bài rồi thì các bạn không thể nào dặn được ra tiếp nửa tiếp theo. Như kiểu là các bạn chỉ biết là kiểu ví dụ như là câu tiếp theo mình sẽ viết cái gì thôi, nhưng mà các bạn không thể nào hình dung được ra là, tức là nhìn rộng ra ấy, là cái khổ đấy đúng không? Khổ một thì mình sẽ bao gồm mấy câu, là những câu đấy nó có cái gì đúng không? Khổ hai bao gồm mấy câu đó, thì đại loại là các bạn không tự tin ấy. Đấy, nó rất là nó kiểu mờ mờ ấy, các bạn không tự tin lắm đâu, hình như đúng không? Đấy, hình như là em phải viết thế này. Nó khi mà mình dạy writing nhá, là mình luôn luôn mình phải ép các bạn học viên ấy, mình hỏi các bạn ấy là câu này là nó có cái vai trò gì, không có hình như nhá đúng không, chỉ có biết hoặc không biết thôi, hình như tức là em không biết. Ok, cho nên đấy là một cái các bạn cần phải rất để ý. Alright. Rồi tiếp. Ok, thế thì bây giờ nhá, là mình sẽ đã chữa xong ba câu hỏi rồi đúng không, thì mình sẽ đi đến cái phần tiếp, đó chính là mình sẽ lên cái dàn bài nhá, lên cái outline chi tiết cho các bạn trong cái đề này. Nhưng đúng không, giống như các buổi khác thôi, thì hôm nay mình cũng sẽ có một số những cái prizes. Đấy, mình sẽ có một số những cái phần thưởng cả cho các cái bạn mà đăng ký học các cái khóa của mình lẫn các bạn mà không đăng ký nhá. Được chưa? Thì các bạn sẽ hiểu là các bạn chỉ là cần là một thành viên của cái group IELTS từ đầu là các bạn cũng đã được rất là nhiều những cái giá trị rồi, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải là kiểu đóng tiền để đi học đúng không? Đó. Miễn là các bạn phải có cái gọi là như nào nhỉ? Không phải là nhu cầu mà các bạn phải có cái sự chủ động ấy, các bạn kiểu muốn học đúng không, các bạn muốn tư duy thì mình mới giúp các bạn được. Còn ví dụ các bạn lười thì thôi nhá, những bạn lười thì thôi bỏ qua, bạn ấy không nói nhé. Rồi ở đây thì hôm nay thì mình sẽ có ít phần thưởng hơn các buổi speaking một chút đó. Thứ nhất là mình thầy sẽ có cho các bạn là hai vouchers dành cho hai cái slot cuối cùng nhé, của cái khóa Upper B của thầy offline tại Hà Nội, khai giảng vào tuần sau. Ok, và cái lớp đấy chỉ còn hai slot duy nhất, chỉ học offline các bạn nhé, online thì thầy chưa có lớp mà tại vì lịch hơi bận, chỉ còn hai slot cuối cùng cho các bạn để các bạn tập trung vào kỹ năng writing và speaking. Cái khóa đấy là nó sẽ đầu vào khoảng phải khoảng tầm 5 đấy, khoảng tầm 5 năm rưỡi đấy, và sẽ tập trung vào hai kỹ năng writing và speaking để cho các bạn có thể cân được bất kỳ dạng nào trong hai kỹ năng này, và các bạn kiểu siêu tự tin khi các bạn vào phòng thi ấy. Thì hai bạn đầu tiên nhá, inbox cho thầy qua Phở Bò nhé. Ok, thì các bạn sẽ auto là có luôn cái voucher này, các bạn trừ thẳng vào phí luôn đấy, không có điều kiện gì hết, chỉ cần nhắn tin đầu tiên. Thì bạn nào mà muốn thì có thể nhắn luôn nhé, tại vì thầy sẽ nhìn thời gian ấy. Cứ hai bạn nào nhắn trước và đăng ký cái khóa đấy trước thì cho vào lớp và chốt luôn, trừ luôn, xong. Em ạ, online chắc phải tầm tháng 11 cái khóa Upper A xong thì thầy mới lên, chứ còn Upper B thì online chưa có nhé. Các bạn nào mà có nhu cầu về Upper B online thì các bạn cứ nhắn cho thầy nhé, các bạn có thể cho thầy thông tin để thầy lưu lại. Nếu mà đủ người thì mình mới mở. Còn tại vì đợt này các bạn ấy học cái khóa Upper A ấy, các bạn học về reading và listening rất là nhiều. Upper B thì có vẻ như các bạn chưa tự tin lắm, cho nên là có một số bạn đăng ký rồi nhưng mà mình vẫn chưa mở lớp tại vì chưa thấy đủ. Đấy, cho nên là bạn nào có nhu cầu thì cứ nhắn nhé. Cái khóa Upper B sẽ học trong khoảng 3 tháng rưỡi em ạ. Và nó phải học gần 40 buổi ấy. Tức là cái khóa đấy gần như là thầy gói hết. Hết, 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 hết tất cả những gì các bạn cần biết vào cái khóa đấy rồi, gần như là các bạn không cần phải học thêm khóa gì khác nữa, chỉ một khóa duy nhất. Ok, so inbox me if you want to get these vouchers, right? Theo thầy là cái giá trị nó mang lại là best rồi đấy, không không quảng cáo nhiều nữa. Tiếp, trừ xong học phí thì nó sẽ còn khoảng 10 triệu em ạ, là trừ rồi nhé. Ngoài ra thì còn các cái ưu đãi khác, trừ cộng dồn nữa khoảng 1 đến 2 triệu nữa, thì nó có thể tụt xuống còn tầm 9 triệu hoặc là 8 triệu mấy chẳng hạn. Thì theo thầy nghĩ nhá, là khoảng 9 đến 10 triệu mà các bạn học 3 tháng rưỡi và sau đấy các bạn được chấm writing vô hạn, các bạn viết 100 bài cũng được, thầy sẽ chấm hết cho các bạn.
thì theo thầy là cái giá trị của nó không không thể đòi hỏi được hơn nữa. Nó còn dĩ nhiên là cái khóa đấy là rất nhiều chất xám của thầy, cho nên là nó không thể nào mà kiểu các bạn muốn ví dụ 5 6 7 triệu được. Nó it's not gonna be fair for me, alright, đầu vào khoảng bên 5 nha em nhé. Rồi anyway, đấy là cho các bạn muốn đăng ký nhé. Còn các bạn khác thì sao, đúng không? Đấy, em không không có nhu cầu học thì sao? Thì đừng lo. Tại vì sau cái bài này thì thầy sẽ có 4 slot nhé. Thầy sẽ chữa writing task 2 miễn phí cho các bạn của cái đề thi thật này luôn. Ok, và it's free, 100% free. Và bốn bạn sẽ được chữa bài này. Thế thì bốn bạn đấy là bốn bạn nào? Đó chính là bốn cái bạn mà viết cho thầy cái feedback nhé, về cái buổi livestream writing này đầu tiên. Và các bạn sẽ viết feedback ở trên một cái post ở trên Facebook. Và cái post đấy thầy sẽ đăng ngay bây giờ. Ok. Các bạn nào mà các bạn muốn được chấm chữa cái bài này free nhá, thì các bạn có thể bình luận vào cái phần này. Ok, thầy vừa bấm đăng ở trên group IELTS từ đầu ở trên Phở Bò rồi nhá. Nó sẽ làm cái post để cho các bạn feedback ấy, thì các bạn bình luận ở phía dưới là các bạn là thấy thế nào về cái buổi livestream, và các bạn bảo là em có nhu cầu em muốn chấm bài này chẳng hạn. Đó, thì sau cái buổi này thì ngày mai kia các bạn viết xong, các bạn gửi qua mail cho thầy sẽ chấm cho các bạn free. Và bạn nào mà xem livestream trước của thầy rồi thì các bạn sẽ hiểu là cái style chấm của thầy, trời ơi, nó siêu kỹ luôn đấy các bạn kiểu chữa xong mà các bạn có thể hỏi bất kỳ gì, basically it's free. So inbox thầy này hoặc là bình luận vào Facebook luôn nhé. Rồi ok, thôi đi tiếp. Đấy là các phần thưởng nha, cho cả free lẫn trả phí nhá, đúng không? Thoải mái luôn. Tiếp nào, bây giờ mình sẽ đến cái phần lên outline chi tiết cho cái đề này, cũng như là trong khi lên outline thì thầy sẽ gọi là như nào nhỉ, chỉ ra cho các bạn nhé một số những cái insights ở trong đầu của cái ông giám khảo examiner. Đó là theo ông ý, đúng không, thì khi các bạn làm cái đề này thì như thế nào thì các bạn được 6 đấy, như thế nào thì các bạn được 7, và nếu mà muốn các bạn lên muốn lên được đến band 8 thì các bạn sẽ cần phải có những cái gì trong bài. Và mình đảm bảo với các bạn là nó khác nhau nhé, là band 6, band 7, band 8 mà nó khác hẳn nhau luôn. Đó, mình đã gửi cho giám khảo chấm cái bài này, và sau cái buổi này nhé, chắc tầm độ 2-3 hôm nữa thì mình sẽ đăng một cái sample band 8 cộng nhé, band từ 8 đến 8 rưỡi cho cái đề này lên trên group cho các bạn. Okay, để các bạn nghiền ngẫm xem, các bạn phân tích xem là có đúng như những gì mà mình chỉ cho các bạn trong cái buổi này không. Và những cái này mình đảm bảo các bạn luôn là các bạn phải mất tiền các bạn mới có người chỉ cho các bạn nhé, nhưng mà trong cái buổi livestream này là hoàn toàn free luôn, chỉ cần các bạn tập trung học thôi là các bạn có thể có được cái giá trị đấy rồi. Rồi ok, thế thì khi sang phần tiếp nha, thì sang phần outline này thì như các bạn vừa mới biết là mình sẽ tập trung nhiều nhất vào cái tiêu chí này, task response. Mà theo thầy đây là cái tiêu chí mà nó tức là nó rất là hiểm đấy các bạn. Đấy, đứa nào mà không cẩn thận cái là tụt phát xuống 5, nó kéo hết luôn. Thậm chí là ngữ pháp em được 8, từ vựng em được 8, nhưng mà task response này em lại bị 5 đến 6. Đấy, như kiểu là nó tạ em tạ cái bài đi. Thế thì bây giờ các bạn nhìn từ bên 6 nhá, mình sẽ cùng ghi ra nhá, xem là cái bên chấm điểm này thì nó bao gồm những cái gì. Được chưa? Nào, các bạn nhìn đầu tiên ở bên 6 giúp mình này. Các bạn nhìn ở bên 6 giúp mình nhá. Ở đây là mình sẽ có ba khổ tất cả này, đúng không? Tức là mình có ba thứ. Thì nào, các bạn đọc nhá, các bạn chát ra nhá, phải chát ra thì mình nhớ. Cái phần đầu tiên là hai dòng đầu. Thì mình sẽ cần chú ý vào nhất là cái gì ạ? Nào, phần nào theo các bạn nữa, các bạn tóm gọn vào cho mình nào. Tóm gọn cho thầy nào. Cái khổ đầu tiên này thì mình sẽ giúp ta được cái gì ạ? Đọc đi, đọc sau đó thì tóm gọn ra nào. Đúng không? Mình phải hiểu chứ. Phải hiểu là cần cái gì trong bài mình còn cho người ta chứ. Thích gì cho đấy, đúng không? No problem. Task response, ok. Các bạn ghi đi, xong rồi thầy sẽ ghi ra cái file Word này cho các bạn. Và cái file Word này thầy sẽ gửi cho các bạn trên nhóm ấy nhá. Cho nên bây giờ các bạn đóng góp ý kiến thì cái file các bạn nhận được thì nó sẽ đầy đủ. Thế thôi, quá là đơn giản. Nào, cái dấu chấm đầu tiên, cái ở bên 6 đi. Muốn được bên 6 thì đầu tiên các bạn cần cái gì đây? Đố các bạn biết phần nào là cái phần mà phần nào là cái phần mà nó quan trọng nhất. Từ từ em, cái đầu tiên trước đã, cái đầu tiên trước đã, giải quyết, đúng rồi, chuẩn. Bạn đậu xanh này sẽ là cái bạn mà ghi ghi nó rõ hơn, nó phải là ghi rõ hơn bạn QC.
Chữ thi thì ghi không sai đâu, nhưng mà đang không phải cái thứ mà thầy hỏi mà. Cái phần đó chính là the main parts are addressed. Right? Đây các bạn nhìn thấy nhá, tức là các cái phần chính của câu hỏi, cái prompt ở đây là cái câu hỏi nhé. Cái phần chính của câu hỏi thì được các bạn nhắc đến. Mặc dù là phần nọ thì có thể được nói đến nhiều hơn phần kia. Tức là thầy hỏi các bạn này, ở bên 6 ấy ạ, thì các bạn có nhắc đến đầy đủ tất cả các phần của câu hỏi không? Có hay không? Nào, ở bên 6 thì các bạn có nhắc được đến đầy đủ tất cả các phần của câu hỏi không? Có hay không? Ở bên 6 các bạn có nhắc được đến tất cả các phần của câu hỏi không? Cho bạn khoảng 10 giây các bạn suy nghĩ nhá. Có nhắc đến được tất cả các phần của câu hỏi không? Đúng rồi, câu trả lời là có. Thì các bạn sẽ hiểu ạ, nếu mà các bạn mà nhắc đến thiếu một phần nào đấy ở câu hỏi thì các bạn sẽ bị ban mấy, ngay lập tức bị ban mấy ạ, nếu mà thiếu một phần. Còn các phần khác thì em có giải thích hay lên giờ đi chăng nữa không quan tâm, cái câu hỏi mà em thiếu một phần nhá, mà em không nhắc đến trong bài là năm luôn. Đấy là cái đầu tiên, được chưa? Thì mình sẽ thấy là cái phần quan trọng nhất đó chính là address all parts, đúng không? Mình sẽ nốt vào nhá, tí nữa các bạn nhìn trong file sẽ có address all parts of the question, right? Đấy là cái đầu tiên. Thế còn cái thứ hai là sao? Cái số 2 nào, cái khổ số 2 ở bên 6 nào. Cái một từ thôi. Các bạn cho thầy một từ, từ nào là từ quan trọng nhất trong này. Bạn nào mà tham gia các cái livestream lần trước về Writing Task 2 có một buổi ở đấy, bạn nào mà tập trung hôm đấy thì hôm nay thì chỉ có nhắc lại thôi. Chuẩn. Healthy cao sẽ là một trong những bạn chăm chỉ nhất và khá là nhiều bài, đúng không? Mình có cái từ quan trọng nhất là từ position, được chưa? Thế thì position này tức là gì? Position tức là em trả lời đúng câu hỏi của đề. Nó hỏi gì trả lời đấy, đúng không? Ví dụ thế nào gọi là sai position? Sai position khi mà em chứng minh những cái em không cần chứng minh là một này. Sai position khi mà em nghĩ là em sẽ không cần phải nói lên đây là trend tốt hay trend xấu, mà em lại đi discuss both view, giống như một bạn vừa rồi nói, đúng không? Người ta hỏi một đằng em trả lời một nẻo thì là em sai position, là em đi luôn, là năm luôn đấy. Đấy là một cái nhá. Ở đây thì position sẽ cần phải được nhắc đến và nó phải liên quan, nó không bị lạc đề nha, thì em sẽ được 6. Còn lạc đề một cái năm luôn, được chưa? Và thế còn cái cuối thì sao? Cái cuối là nó nói đến cái gì em nhỉ? Cái gì nhỉ? QT nhỉ? Chính là cái bạn QT lúc nãy vừa nói xong. Cái số 3 khi mà nhắc đến task response là cái gì đây? Là cái việc gì ạ? Việc gì ở body ấy, gợi ý nhá. Nó ở phần thân bài. Body, body paragraph là cái việc mà em thế nào? Prevent logical jumps là một phần đấy, an ạ, là một phần. Tuy nhiên thì mình nói rộng hơn nha, đó chính là cái việc là em phát triển cái ý đấy nó có đúng không, đúng không? Tức là cái dấu thứ hai ấy là em có position đúng này, và cái thằng thứ ba là em có giải thích cái position đấy tốt hay không, tức là giải thích nó có thuyết phục không ấy, đúng không? Càng thuyết phục thì em càng điểm cao nhé, được chưa? Thì thầy sẽ ghi ở đây cái cuối cùng nha, đó chính là how convincing, đúng không? Your explanations are, đúng không? Những cái sự giải thích của em thì nó thuyết phục đến mức nào, đúng không? Cái develop ideas của em nó tốt đến mức nào, càng tốt thì điểm càng cao. Và nếu các bạn nhìn xuống phần dưới nhá, nó có y hệt luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Bên 7 này cũng ba thứ nhá. Cái đầu tiên là các phần của câu hỏi được nói đến này. Nhưng mà lại nó lại thêm cái từ are appropriately addressed. Tức là không những các bạn nhắc được hết các cái phần của câu hỏi, đúng không, mà các cái phần đấy còn được nhắc đến một cách là nó thuyết phục hơn, tức là chất lượng nó cao hơn đấy. Còn về số lượng thì là mình nhắc hết rồi, đúng không? Cái position cũng thấy y hệt luôn này, cái position của các bạn nó rõ ràng hơn. Thế nào gọi là rõ ràng hơn, tí nữa thầy sẽ giải thích cho các bạn, được chưa? Cái này thì phải đi vào chi tiết thì mới nói được, chứ nói ở đây thì hơi khó. Và cái cuối, nếu mà các bạn nhìn bên 7 ở bên 8 nhé, nó bên 7 ở bên 8 này, thì càng về lên cao nhé, thì các cái câu từ của nó mô tả ấy là các bạn phát triển idea
càng gọi là sufficiently developed, tức là idea các bạn được phát triển một cách đầy đặn, tức là sao, tức là nó thuyết phục, thế thôi, được chưa, tức là nó thuyết phục, các bạn giải thích kiểu gì mà người ta nghe xong người ta gật gù ấy thì các bạn sẽ được điểm cao đấy. Còn rất nhiều bạn thì như kiểu là giải thích ví dụ như là logical jump vừa nãy thầy vừa dạy các bạn đấy, các bạn đang nói này nhá, xong bạn nhảy một phát đến cái chỗ bất bình đẳng xã hội ấy, đúng không, thì người ta sẽ kiểu ừ đúng không, là bạn này bạn ấy có giải thích nhưng mà cái giải thích của bạn ấy nó khó hiểu quá đúng không, cái giải thích của bạn ấy nó làm cho mình phải gãi đầu, tại sao lại như thế nhỉ đó. Thì các bạn giải thích càng tốt, càng thuyết phục thì điểm của bạn càng cao. Ok, được chưa? Xong nhá, thầy đã nốt vào trong rồi. Rồi, ok, thế thì bây giờ các bạn kiểu đấy, từ nãy giờ học một tiếng em hiểu hết rồi đúng không? Nhưng mà em vẫn chưa thấy tự tin lắm. Đúng không? Em vẫn chưa thấy tự tin lắm. Nếu mà nói đến từng khổ một thì em vẫn cảm thấy nó hơi hơi mông lung và em hơi sợ, đúng không? Đấy, ngày mai em đi thi mà em gặp đúng đề này có khi em vẫn chưa tự tin để em viết chẳng hạn. Right? Thế thì mình sẽ đến với một cái phần cuối cùng nha. Mình sẽ đến với phần cuối cùng nha, đó chính là cái phần mà thầy sẽ cho các bạn một cái outline chi tiết cho cái đề này, cũng như là mình lựa nhá, mình lựa xem cái idea nào thì nó dễ viết đấy, dễ ăn, dễ chơi, dễ trúng thưởng để được 7 7 rưỡi 8. Ok rồi, các bạn mà đã hiểu hết cái phần vừa rồi nè và sẵn sàng đến với phần outline cuối cùng rồi thì các bạn chấm nhá. Phần outline này chắc tầm độ 20 phút thôi, 20 30 phút thôi, hôm nay mình livestream ngắn hơn bình thường đấy, nó đúng là trọng tâm thôi, không quá là dài như phần speaking hôm trước thì các bạn phải nói hơi nhiều. Cái chấm nào, chấm nào, chấm nào, let's go. Cứ đủ 10 cái chấm đi xong rồi đi tiếp. Chờ, không thì các bạn cứ ngồi xem nha. Nó tụt mất view bây giờ. Thi thoảng chấm cái nha các bạn để nó còn lên tí tương tác nha. Ok. We gotta move on to the next part. Oh, this one. Bây giờ thầy sẽ share nhá, share cái màn hình ở trong yes, thank you. Ngọc Ca Healthy 7.0 cộng An QT cục pudding Đăng Phùng. Very good. Thanks. Ok, thầy ở đây thầy đã cho các bạn sẵn một cái firewood nha. Here. Oh. Here you go. Đây. Here. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây nhá. Cái này chính là cái lúc nãy các bạn vừa nói đúng không? Thầy đã viết ra đây cho các bạn rồi nhá. Các bạn nhìn rõ chưa? Can you see it? Mong là nhìn thấy rồi nhé. Thi thoảng nó hay đơ đơ nên thầy vẫn phải hỏi các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Rồi, ok. Thế thì, nào, trước khi bắt đầu nha, mình nhìn tổng quan trước đúng không? Tiêu chí dạy của thầy nha, lúc nào phải nhìn tổng quan trước. Đúng không? Nhìn tổng quan trước xong bắt đầu mình mới đi vào từng phần một. Chứ còn các bạn mà cứ lao đầu vào ấy, xong rồi các bạn đi kiểu lạc vào mê cung, các bạn không biết mình đang ở đâu đâu. Nào, trong buổi livestream lần trước, các bạn có nhớ cấu trúc của task 2 là gì không? Cấu trúc mọi bài nha của Writing Task 2. Gợi ý nhá, đấy sẽ là một một dãy những số các bạn nhá. Có bạn nào nhớ cấu trúc không? Nó là hai gì đấy không? Bạn nào nhớ ạ? Thì các bạn chat ra nào. Không phải. Đúng rồi, chuẩn, Châu Châu. Thank you. Bạn nào tham gia buổi trước thì sẽ nhớ là hai. Úi dồi ôi, theo gì? 2255 là đi ấy nha em nhá. 255 hai đúng không, là cái cấu trúc cơ bản đấy, theo thầy thì đa số các chỗ thì họ cũng đã dạy cái này rồi đấy, nhưng vấn đề là phải nhắc cho các bạn biết là mình sẽ luôn đi như thế này chưa. Rồi ok, cái task response thì như ở đây nhá. Here. Thì các bạn nhìn vào cái 2552 thì các bạn mặc định các bạn hiểu là một bài các bạn nó có mấy khổ đấy, how many paragraphs in total, 4. Correct, đúng không? Thì rõ ràng đầu tiên là cái mở bài rồi, đúng không? Mình ghi đây, đây đánh số nhá. Một này. Hay để số La Mã nhỉ? Ừ, để số La Mã thì cho nó hoành tráng nhỉ. Opening. Bạn nào đã học buổi trước rồi, nào xin mời. Opening là ở đây mình nhìn là có mấy câu các bạn. Các bạn chat nhé. Opening có mấy câu, nếu mà phỏng theo cái cấu trúc này. Hai câu, đúng rồi, chuẩn. Riêng là hôm nay mình thầy sẽ không viết cho các bạn tất cả đâu, đúng không ạ? Tại vì còn để dành cơ hội cho các cái bạn mới vào nhá, thầy nhắc lại nhá, là hai slot đăng ký khóa Upper A, học 3 4 tháng liền, học better này nhè luôn. Và voucher giảm 400.000 cho các bạn đầu tiên inbox của thầy này. Và 4 bài chấm miễn phí nhá, ở cho các cái thành viên của group IELTS từ đầu khi các bạn bình luận feedback vào cái bài mà thầy vừa đăng trên group. 2552 là số lượng câu em.
số lượng câu của cái khổ đấy đúng không? Thì opening này nó có hai câu đúng không? Hai câu. Câu số 1 nào, dĩ là chỉ là outline nhé, cho nên là mình sẽ nói chức năng thôi. Feedback ở trên group IELTS từ đầu ở Fairborn nhé. Em tìm group IELTS từ đầu và có một cái post feedback thầy vừa đăng xong, em vào bình luận ở đấy là xong. That's it. Easy. Nào, câu đầu tiên trong opening làm gì các bạn nhỉ? Cái này chỉ hỏi chức năng thôi nha, chứ thầy không viết cho các bạn ạ. Tại vì còn phải để các bạn tự viết chứ, viết hộ hết thì nói gì. Câu số 1, các bạn làm gì ạ? Có câu 1 với câu 2 đúng không? Câu 1 làm gì ạ? Đúng rồi, yeah. Paraphrase lại cái câu ở đề nhé. Cái câu đề cho đúng không? Được chưa? Cái này mở ngoặc nhá, không tính câu hỏi nhá. Cái câu fact mà nó vừa cho mình ấy đấy, paraphrase lại ngắn gọn thôi, đừng thêm, đừng có dẫn viết gì đâu. Ngày nay đúng không, đây là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, thôi 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 nhé, đừng nhé, đừng lấy dây buộc mình các bạn nhé, vào phát paraphrase luôn, đừng tốn thời gian. Nào tiếp, câu số 2 là làm gì? Đố các bạn biết nhé, câu số 2 là các bạn phải thể hiện cái gì của mình ra. Nói là answer thì chưa chưa rõ lắm Dung ạ, không sai đâu, Dung cũng nói không sai đâu, nhưng chưa rõ, thể hiện rõ cái gì của mình, càng rõ càng tốt. Cái gì, cái từ gì đã viết ở trên rồi, quan điểm mà đúng rồi. Câu 2 này thì nó gọi đúng không, bạn nào nhớ tên thì cũng ok, nó gọi là thesis statement, nhưng mà thường thì đa số các bạn nhìn vào cái tên thesis statement các bạn vẫn không hiểu nó là cái gì. Thể hiện càng rõ càng tốt cái gì của mình, không phải opinion, không phải quan điểm, tại vì nói thế nó bị chung chung quá. Cái gì, cái câu, cái chữ này thầy đã viết ở trên rồi đấy, đúng rồi, chuẩn, healthy cow, trả lời cái này này. Các bạn thấy cái màu tím này không, đúng không? À, các bạn nói là trả lời câu hỏi của đề đúng không, nó chính là position rồi nhá. Healthy cow thì bạn ghi là trả lời câu hỏi của đề và nêu position. Thật ra hai cái đấy là một mà em, right? It's the same thing. Sao? Thể hiện càng rõ càng tốt position của em nhá, được chưa? Viết thề luôn nhá, viết thế này mà các bạn còn không hiểu nữa thì thôi. Position của em. Có bạn thì hỏi là thầy ơi em thêm cái câu background thì có thêm điểm không? Không em nhá. Thêm câu background thì không thêm điểm, nhưng mà em mà viết sai thì em bị trừ. Thôi, nói chung là tốt nhất là cũng chẳng điểm gì em ạ. Có lúc em đúng, có lúc em sai, mà đúng không được điểm mà sai mất thì thầy là thầy, thầy không bao giờ thầy thì cho vậy đúng không? Thể hiện càng rõ position của em càng tốt đúng không? Tức là chỗ này như mình ghi ở trên đó là em đề hỏi gì trả lời đúng cái đấy. Thầy luôn đấy, viết thế này xong rồi khi các bạn viết trong thế nào vẫn có đứa vẫn sai mà xem, bực mình thật sự đúng không? Sai hơi cay tí đúng không, hơi bực tí nhưng mà thôi, cứ dần dần. Tiếp theo là body nè, body 01 nào, các bạn nhìn giúp thầy nhá, body 1 là có mấy câu nhỉ, các bạn điền đi ạ. Đoạn này thì thầy cho rồi, bây giờ các bạn chỉ cần điền thôi, body 1 mấy câu, 5 nhé. Ở đây mình sẽ nói là trung bình là 5 nhé. Có những người theo style thì viết 4 câu cũng được, không sao. Viết 6 thì theo mình hơi dài, 6 thì hơi dài, khoảng 5 nhé, 5 câu rồi. Ok, body 2 mấy câu nhỉ, body 2 5 đúng không, 5 câu rồi. Quá dễ nha, quá dễ nha, không không có gì thắc mắc hết, 5 câu đúng không? Rồi ok, và kết bài là mấy câu? Conclusion how many, hai câu. Thật ra ấy, conclusion bạn nào viết một câu cũng được nhé, nhưng nếu mà các bạn viết hai câu thì điểm sẽ cao hơn đấy. Còn chi tiết thì dĩ nhiên là thầy không thể nói hết ở đây được, quá dài đúng không, đấy không phải focus của mình. Rồi thầy chỉ cách brainstorm đi. Đầu tiên nhé, thứ nhất là cái việc brainstorm trong đề này theo thầy là nó cũng bình thường thôi, không quá khó, tại vì là thật ra là người nổi tiếng mà kiếm nhiều tiền ấy, bây giờ thì các bạn có thể nghĩ ra luôn mà đúng không? Đấy, những cái đề dễ thì nó không không quá nặng về cái mảng brainstorm, được chưa? Nào thế thì body 1 nhá, thầy hỏi các bạn body 1 các bạn viết về cái gì ạ? Nhìn tổng quan từ trên xuống nhá, đúng không? Opening xong rồi này, body 1 các bạn viết về cái gì trong những cái câu hỏi vừa rồi mà mình vừa mới xem slide ấy, mà có bạn trả lời đúng có bạn trả lời sai ấy, mình sẽ cần viết cái gì ạ? Các bạn nhớ không? Trong những cái câu hỏi đấy
Đúng rồi, chuẩn, đúng không? Mở bài là viết mấy câu đầu này. Body này bắt đầu viết không? Hai reason, ok. Hai reason, đúng không? Tại sao, à, cái gì nhỉ? Tại sao celeb, đúng không? Kiếm nhiều tiền hơn là politicians. Tiếp nhá, nhìn tổng quan nào, mình nhảy sang body 2 ạ. Body 2 các bạn viết cái đề gì đây? Đây, đề đây nhá, đề nguyên đây nhá. Đấy, thích đọc thì đọc. Đề nguyên ở đây. Cái body 2 làm gì? Body 2. Đúng rồi. Đúng rồi, em phải chọn đúng không? Right. Chọn này. Negative or positive. Chính là cái phần vừa rồi mà các bạn ấy trả lời đấy nhá, đúng không? Thì các bạn có thể tham khảo những cái ý của bạn đấy, đúng không? Hoặc là sửa cái gì đấy thì tí nữa mình sẽ nói thử xem. Positive trend, đúng không? Chọn xem đây, đúng không? Chọn xem đây là cái trend tốt hay là xấu. Xong nhá, nào, thế thì bây giờ về reason đi. Đúng ạ, reason đi. Thế thì ở đây lúc nãy có bạn Hiếu, đúng không? 02. Thì bạn ý hỏi là thầy chỉ cách brainstorm đi. Thật ra ấy, là về cái việc tư duy về idea thì nó có rất nhiều cách nhá. Khi mà thầy dạy cái khóa thì nó phải có khoảng 2-3 bài, mỗi bài thì thầy sẽ dạy các bạn một kiểu tư duy khác nhau. Tại vì thường nhá, các bạn có công nhận không, là khi các bạn nhìn vào những cái câu reason ấy, thì khi mà các bạn brainstorm nhá, thì các bạn luôn luôn bắt đầu trong đầu các bạn ấy, bạn nào mà luôn nghĩ thế thì các bạn chấm thử cho thầy nhá. Khi mà người ta hỏi em lý do ấy, thì khi mà em nghĩ trong đầu thì lúc nào đầu em cũng bắt đầu bằng chữ là tại vì. Tại vì hoặc bởi vì, các bạn nào như thế không? Thì các bạn chấm nhá, tức là em có dùng bất kỳ cách nào nhá, thì trong đầu em lúc nào cũng nghĩ cái chữ là bởi vì hoặc tại vì, xong rồi cái phần sau em sẽ bị tắc ở cái phía đằng sau đấy, em không thể nghĩ được ra lý do. Ví dụ đề dễ thì không sao, nhưng mà đề khó thì thường là em sẽ bị tắc ở đấy. Khi em nghĩ kiểu tại vì, tại sao nhỉ? Đúng không? Tại sao nhỉ? Tại vì sao nhỉ? Đấy, thì hay bị tắc ở đấy. Rồi, ok, thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu nhá. Một trong rất nhiều kiểu các bạn có thể tư duy về lý do nha. Đó chính là các bạn không mở đầu với chữ tại sao nữa. Bởi vì nữa, đúng không? Mà các bạn, cái này có thể là các bạn nghe thấy hơi lạ nhé. Tại vì là khá, theo thầy là, ôi trời, theo thầy là khá ít người họ dạy cái này. Làm nào cho nó dài nữa ra ta. Từ từ nhé, thầy kéo cái này. Like this. Okay. Kéo ra chút. Cho cỡ bé đi tí nhá, viết cho nó thoải mái. Các bạn nhìn được chưa nhỉ? Rồi. Các bạn sẽ nghĩ giúp thầy theo hai kiểu lý do nhé. Các bạn nghĩ trong đầu ạ. Đó chính là đảm bảo cái này các bạn nghe rất là lạ. Tấn công và phòng thủ. Các bạn đã bao giờ nghe đến cái này chưa? Nếu mà các bạn để ý ạ, thì các cái bạn vừa rồi khi các bạn ấy nghĩ về idea ấy, các bạn cũng đã vô tình sử dụng cái này rồi đấy, nhưng mà các bạn ấy không gọi được tên ra, cho nên là đến đề khác có khi các bạn lại không dùng được. Attack and defense. Các bạn nghe bao giờ nghe này chưa? Nào, thế bây giờ mình thử nhá, mình thử viết theo cái này nhá. Mình nghĩ theo nhá, mình thử tư duy theo cái này nhá. Reason 01 đúng không? Thì ở đây mình sẽ mình hiểu là tấn công nhá. Here, like this. Rồi, thì bây giờ mình đọc cái đề đúng không? Muốn nghĩ ra idea thì dĩ nhiên là phải đọc cái đề rồi. Nào, các bạn nhìn ạ. Ở đây cái đề họ đang hỏi là, ở đây mình thầy bôi cho các bạn nhé. Hai lý do tại sao mà celeb đang kiếm tiền nhiều hơn. Hai lý do tại sao celeb kiếm tiền nhiều hơn politician. Nếu mà nghĩ theo hướng tấn công thì các bạn nghĩ là tại sao người ta lại kiếm nhiều tiền hơn politician trong thời hiện nay. Các bạn thử đi. Thử nghĩ xem nào. Tại sao người nổi tiếng bây giờ lại kiếm hơn nhiều tiền hơn rất nhiều những ông chính trị gia? Nếu mà các bạn nghĩ theo cái hướng tấn công, nó hơi gọi là hổ báo một tí. Thì tại sao? Tại vì những cái người nổi tiếng đấy họ làm sao? Ở dĩ nhiên nổi là sao? Nào thử đi, thử nghĩ xem nào. Đúng rồi, họ nổi tiếng hơn này, gì nữa? Đào sâu hơn một tí nữa đi.
Đúng rồi, họ có sẽ ảnh hưởng nhiều hơn vì họ có ưu thế à? Ưu thế thì đúng là có ưu thế thật, nhưng mà em đang chưa nói chưa rõ lắm, có thể rõ hơn một tí nữa được không? Họ có sức ảnh hưởng hơn. Họ có team support đằng sau à? Không hẳn. Có ảnh hưởng trực tiếp đến công chúng à? Maybe, maybe. Có team support đằng sau thì nó không rõ lắm em ạ. Tại vì rõ ràng là politician cũng thế. Có nhiều fan hơn à? Chưa chắc đâu, đúng không? Gần gần như thế nhá. Là cái ý của bạn nó sẽ theo hướng kiểu gọi là tấn công ấy, tức là sao, cái người celeb này họ rất là gì, ví dụ nhá, ở đây thầy lấy một số ý của bạn nhá, họ xem nào, họ biết tận dụng cái gì, kiểu theo hướng tấn công ấy, là họ chủ động nhá, họ chủ động họ làm gì, tức là nhìn theo hướng celeb đi, đúng rồi, họ chủ động. Như ở đây thì mình không nói đến sự nổi tiếng nữa nhé, tại vì mình đang mặc định mình hiểu là họ nổi tiếng rồi, thế tại sao họ lại nổi tiếng ấy, đúng không? Tại vì họ biết tận dụng cái gì, đúng rồi, họ chủ động rất là nhiều ý ở đây, đúng nhá, họ biết chủ động sử dụng mạng xã hội là một này, đúng không, social media right, thì có bạn có thể dùng trong cái ý là kiểu sự phát triển của internet hoặc là công nghệ ấy, đúng không, cũng được, là nó cùng một ý thôi nhá, có thể dùng từ khác nhau nó cùng một ý, tức là celeb là họ biết, đúng không? Biết này, biết chủ động sử dụng social media, hoặc nhá, hoặc này, hoặc ở đây có một bạn là có một bạn nói là ngoại hình, đúng không, biết này, tận dụng ngoại hình, ok, tận dụng ngoại hình này, gì nữa, tận dụng ngoại hình này và họ xây dựng ra những cái brand riêng của mình, đúng không, và từ đó thì họ kiếm rất nhiều tiền. Ok, đây là hướng tấn công nữa, tức là họ chủ động, đúng không, những người này họ kiếm được tiền thì họ chủ động họ đi họ tìm cái tiền đấy. Đấy là về hướng của celeb nhá. Okay, đây là celeb này. Kiếm rất nhiều tiền hơn là, đúng không, politician. Nhớ nhá, cho phần so sánh là nhá. Nào, reason số 2 là phòng thủ. Phòng thủ tức là mình sẽ hiểu là theo một cái thế nó bị động hơn. Các bạn có tự suy được ra phòng thủ là gì không? Gợi ý nhá. Em kiếm nhiều tiền hơn ông hàng xóm thì một phần là do em giỏi, đúng không, một phần là do em giỏi em đi em kiếm tiền, đúng không, cho nên là năm ngoái thì em kém ông ý, nhưng năm nay năm sau thì em lại nhiều hơn ông ý, thì ngoài cái việc mà bản thân em cố gắng ấy và em vượt lên ông ý thì còn một lý do nữa là bởi vì sao, về mặt kia ấy, mặt còn lại ấy, đúng không, đúng rồi, thật ra là không hẳn là thụt lùi đâu. Gặp thời các thứ, không phải reason why, cái những cái ý các bạn vừa nói nhá, những cái ý ví dụ là làm từ thiện để gây thiện cảm này, gặp thời các brand muốn dùng hình ảnh của họ thì tất cả đều là cái ý một này rồi nhá, nhớ nhá, nó đều là ý đấy rồi nhá, tận dụng ngoại hình này, brand này, quảng cáo, đúng không, thấy gì ở đây, trời cẩn thận không lại hai ý giống nhau nhá, quảng cáo này, cái gì nữa, từ thiện, đúng không, xây dựng hình ảnh, là nó cùng một ý đấy nhá, đúng không? Thì bên dưới sao, đúng rồi, chuẩn, đúng rồi, chuẩn chưa nào. Các bạn hiểu thế nào tấn công với phòng thủ chưa, tức là không những là do mà mình kiếm nhiều hơn, đúng không, mà do thằng kia nó có thể là nó đứng yên, nó thụt lùi, hoặc là nó đi chậm hơn mình, đúng không, tức là về cái mặt phòng thủ của nó kém ấy. Thì ở đây thì xem nào, có một bạn nói là không chủ động kiếm tiền này, có bạn nói là lương nhà nước thì cố định, thì mình sẽ lấy ý lương nhà nước thì đa số là không biến động nhiều nhé, của bạn Baby T, Baby T03, ý đấy khá là hay, đúng không, là chính trị gia, đúng không, thì thường chính trị gia thì thường là xem nào, chính trị gia thì thường gọi là kiểu nhận chỗ này nhá, thấy ghi nhá, government salaries, right, đúng không? Và cái này thì ít biến động đấy, ít biến động tăng mạnh, được chưa, ok nhá. Ngoài ra ở đây thì có thêm một cái ý nhá, tại vì mình thấy cũng khá là ok, cũng khá là đúng, đó chính là ngoài cái khía cạnh người người nổi tiếng họ tấn công, đúng không, thì người phòng thủ chính là ai các bạn, các bạn có thể nhìn sang politician hoặc mình có thể nhìn sang ai, cả những người nổi tiếng, đúng không? Đây ở đây có một số bạn họ chat rồi này,
Đó. Họ làm liên tục, làm content đấy, họ làm content liên tục để họ lên content, họ kiếm view đúng không? Tuy nhiên đấy, ở mặt phòng thủ thì sao? Reason 03, những cái này là tùy chọn nha, đúng không? Là ở phía bên kia chiến tuyến này đúng không? Ở phía bên kia chiến tuyến, TikToker hay gì cũng được đúng không? Cái đấy thì em hoàn toàn em có thể chọn nhé. Thì chọn cái này, thầy sẽ ghi là phòng thủ 02 nhé. Là em sẽ không nhìn về mặt của cái ông politician nữa đúng không? Mà ở đây thì rõ ràng em thấy là nhu cầu giải trí đúng không? Của ai các bạn? Của của audience đúng không? Đó. À, của mọi người đúng không? Nhu cầu giải trí của mọi người tăng cao, ở dân chúng mọi người gì đấy. Okay. Tăng cao đúng không? Dĩ nhiên đúng không? Trong khi là những cái về đây mình cho các bạn từ rất hay nhé, political interest đúng không? Thì gần như thì không thể tăng mạnh bằng đúng không? Tức là lúc nào mình cũng có nhu cầu mình giải trí đúng không? Nhưng mà bây giờ mà các bạn có nhu cầu để tìm hiểu về về lập luận chính trị, xong rồi về về phe phái các thứ không? Rõ ràng là không. Đúng không? Nhu cầu giải trí lúc nào cũng sẽ rất là tăng cao hơn. Đó, được chưa? Cái này mình sẽ ghi là phòng thủ 02 nhé, tức là ở phía bên kia chiến tuyến thì các bạn sẽ chọn cái này. Ok. Nhưng mà riêng là chọn nhá, hai lý do thôi chứ. Viết ba thì hơi nhiều nhá, đừng tham. Trời ơi, viết ba thì đi thi làm sao viết được hết em. Còn giải thích thế nào thì tùy các bạn nhá. Rồi. Ok. Thế còn body 2 thì sao? Nào, đoạn này là các bạn phải chọn này. Xin mời các cháu, bài này các cháu chọn là negative hay positive đây. Khi celeb kiếm nhiều tiền hơn politician, thì đây là một sự tốt hay sự xấu? Thầy gợi ý là bài này các bạn có thể chọn tốt hay xấu đều được nhé. Có những bài khác là nó ép các bạn phải chọn đấy ạ. Nhưng mà bài này thì các bạn có thể tùy. Đấy, hai hướng đều ok. Để xem, để thầy xem các bạn chọn negative hay positive nào. Positive đang 50-50 đúng không? Thế thì ở bài này nhá, thầy sẽ nói nhanh ạ. Là mình nên chọn cái gì thật ra ấy. Cái này thì đối với đề này nhá, thầy sẽ cho các bạn một cái insight nhá, khi mà thầy gửi giám khảo chấm ạ. Rõ ràng các bạn sẽ thấy nhá, là người nổi tiếng thì thật ra họ kiếm nhiều tiền ấy. Cái việc mà nó ảnh hưởng tốt hay xấu thì rõ ràng là nó còn tùy xem là cái người đấy họ tốt hay xấu đúng không? Ví dụ, bây giờ thầy hỏi các bạn nhá, ví dụ những cái người như là xem nào, có ông nào nổi tiếng mà tốt tốt nhỉ? Ví dụ Quang Linh Vlog đi, đúng không? Ví dụ đi, Quang Linh Vlog đi. Ông ý vươn lên từ một cái gia đình nghèo đúng không? Và sau đó thì ông ấy sang châu Phi, ông ý nọ kia. Hoặc là Mỹ Tâm, ok. Mỹ Tâm, Quang Linh Vlog này, Phạm Nhật Vượng cũng được, đúng không? Thì theo các bạn, những cái người nổi tiếng kiểu như thế thì nó sẽ là tốt hay xấu ạ? Tức là khi mà họ truyền tải những cái giá trị tốt đấy, và họ là một cái hình mẫu kiểu gọi là lý tưởng đúng không, thì rõ ràng đây là một cái positive trend. Positive trend này đúng. Nếu đúng không, người đấy lan tỏa, người nổi tiếng nhá đúng không, người nổi tiếng đấy lan tỏa giá trị tốt đẹp đúng không, được chưa? Còn giá trị gì tùy nhá, được chưa? Và nó sẽ là negative trend nếu người nổi tiếng đấy làm sao. Nào, nếu người nổi tiếng đấy làm sao các bạn, các bạn điền nốt chỗ này cho thầy nào. Các bạn có ví dụ nào không? Các bạn có ví dụ nào cho thầy không, để mình có thể giá trị xấu ví dụ là như như thế nào. Các bạn ví dụ một số người đi. Các bạn ví dụ một số người đi. Khá bảnh à. Ví dụ khá bảnh này đúng không, nổi tiếng này, kiểu gọi là có gọi là bad behavior hoặc là scandals đúng không? Buồn cười, no. Nhởn đi ca, có nói là họ cho thấy lối sống sang chảnh các thứ,
Thật ra ấy, cái việc mà họ thể hiện một lối sống sang chảnh ấy thì theo thầy nhá, nếu mà là tác động xấu thì nó còn tùy vào cái cách mà họ thể hiện ra nữa, đúng không? Đâu phải là em khoe em cái ô tô trên mạng thì nó sẽ là em lại bảo người ta là xấu được, đúng không? Đúng không? Nhỉ? Nói chung là rất nhiều buồn cười. Thầy phải nốt vào đây một số ví dụ xem nào. Khá bảnh này. Thề luôn nhé. Khá bảnh này, lúc thầy viết thầy không nghĩ ra nha. No. Ok, no này, hồn hoa hồng à. Ok, check năm củ. Ok. Ok, còn dĩ nhiên đúng ạ, những cái người này họ xấu về cái khía cạnh nào nhá, đúng không? Họ xấu về khía cạnh nào thì các bạn phải nói về khía cạnh đấy, cái đấy thì sẽ là tùy mỗi bạn, được chưa? Nhưng mà đại loại là những người này thì đúng là toàn xấu thật, đúng không? Những người này thì thầy ví dụ trên này, cái gì các bạn ghi là Mỹ Tâm này, đúng không? Quang Linh Lock này, hoặc là các bạn dùng những cái người nổi tiếng khác cũng được, thoải mái. Ví dụ nhá, như thầy viết cái bài mà thầy gửi giám khảo là thầy chọn The Rock, one of the most well-known actors on the planet, right? He makes millions of dollars every year. So, he is a good guy and he spreads positivity. So, I think he is a good example. Hoặc là cái gì? Các bạn bảo là Phạm Nhật Vượng, ok, tùy. Không? Đấy, rồi. Tức là các bạn sẽ chọn đúng không? Các bạn sẽ chọn hoặc là các bạn có thể nói cả hai đều được. Tùy nha, cái này thì tùy nha. Thế thì mình sẽ nói cho các bạn một cái vấn đề nhá, đó chính là theo các bạn, bây giờ mình hỏi các bạn nhé, theo các bạn thì là mình nên nói một hay mình nên nói cả hai nào, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình bây giờ thầy cho các bạn cái này về nhà đúng không, thì theo các bạn là các bạn nên nói một hay các bạn nói cả hai? Này lệch lệch ra, nói một hay nói cả hai? Một cả hai, một cả hai, một cả hai, một. Ok, tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp nào, các bạn đang xem chat nào, chat nào, một hay cả hai? Một, đây là một đang nhiều hơn. Ok rồi, thế thì cái đáp án ở đây là gì? Nếu mà các bạn muốn đa số nha, nếu mà các bạn muốn được 7 ấy, thì các bạn có thể viết một. Nhưng nếu các bạn muốn 8 thì các bạn nên viết cả hai. Bạn biết tại sao không ạ? Nhìn thầy sẽ cho các bạn xem lại nhé. Các bạn xem lại cái đâu nhỉ? Tức là một thằng tốt là một thằng rất tốt nhé, đúng không? Chứ thầy không bảo là nó sai nha. Thầy sẽ cho các bạn xem lại cái slide nhé. Thầy sẽ cho các bạn xem lại cái slide này, các bạn sẽ nhìn lại giúp thầy cái phần position đây này, các bạn nhìn thấy cái position đúng không ạ? Các bạn nhìn giúp thầy nhá, cái bên 6 mình không nói rồi đúng không, nói chung là mình lên dàn bài thì nó quá đẹp rồi, chắc chắn là 6 rồi. Thế bây giờ lên 7 với lên 8, các bạn nhìn giúp thầy nhé, câu 7 với câu 8 nào, à nhầm, bên 7 với bên 8 các bạn nhìn nhá. Nếu mà nói là rõ hơn thì nó chưa đủ em ạ, nói thế thì khó hiểu lắm, em chưa hiểu bản. Nó nếu mà nói thế em giải thích cho người khác thì người ta sẽ hơi khó hiểu bản chất, thì khi mà sang đề khác họ không thể áp dụng được. Nào bây giờ các bạn, giữa bên 7 và bên 8 các bạn thấy có cái từ gì mà bên 7 nó có mà bên 8 nó lại không có? Bạn nhìn nhá, từ nào về lỗi nhá, từ nào về lỗi bên 7 có mà bên 8 lại không có, tức là bên 8 nó không bị mắc cái lỗi đấy. Nào các bạn nhìn trên và dưới nào, đố các bạn tìm được từ nào quan trọng. Lack of focus à? Không, không phải. Riêng là nó không hiện ở đây nhưng mà mình sẽ hiểu bên dưới nhé. Nó ghi là các idea thì được phát triển tốt, tức là nó có focus rồi. Không phải. Insufficiently không phải từ quan trọng. Precision không phải. Đúng rồi, Hà Vi. Các bạn nhìn bình luận nha, Hà Vi sẽ là bạn cho nói đúng ạ. Ở đây mình có cái từ nó, theo thầy nhá, nó phải gọi là chấn phái của bên 7, chấn phái của bên 7, và nó phụ thuộc một số đề nha, nó phụ thuộc tương đối là nhiều vào cái ý chí của người chấm là họ sẽ nghĩ như thế nào. Ở đây mình có cái từ là bên 7 thì thường over generalize. Các bạn có biết over generalize tức là sao không ta? Tức là khi các bạn phát triển ý thì các bạn đang bị nó hơi thế nào, các bạn Việt hóa giúp thầy đó.
Over generalize. Đúng không? Đọc thì ai cũng hiểu hết nghĩa đúng không? Thì bây giờ bảo dịch tiếng Việt thử xem nào. Đánh đồng mà. Đúng rồi. Tức là mình sẽ hiểu là từ nhá, cái ở đây nhá. Nếu muốn được fan 8 đúng không? Xong phần hoàn thành nhiệm vụ nhá. Đó thì đúng không? Của bạn Linzy có 8.0 là chuẩn này. Thì em sẽ cần phải tránh over generalize. Tức là sao em tránh gọi là đánh đồng một số từ tiếng Việt nhá, phiến diện. Không thấu đáo. Đúng không? Quy chụp, ok. Được, đều nghĩ nhau. Các bạn nhìn cái này à? Rõ ràng ai chả biết đúng không? Trong xã hội thì có cả tốt cả xấu. Các bạn không thể nào các bạn bảo là người nổi tiếng họ kiếm nhiều tiền hơn thì nó xấu được. Tức là các bạn nghiêng hết về một phía thì nó sẽ đủ để cho các bạn được bên 7. Nhưng mà nó chưa đủ thấu đáo. Nó chưa đủ bị lệch màn hình à? Quên quên quên. Here. Được chưa nhỉ? Từ từ nhé, để cho nó. Ủa, làm nào ta? Từ từ nhá, để thấy xem nào. Like this. Đây, được chưa? Ok nhá. Được chưa? Tức là nếu mà các bạn nghiêng hẳn về một bên ấy thì rõ ràng là nó sẽ đủ cho bên 7. Đúng không? Nhưng nếu bạn muốn lên 8 ấy thì các bạn phải thấu đáo hơn. Các bạn phải thực tế hơn. Các bạn phải bớt quy chụp đi. Thì cái lập luận của các bạn nó sẽ thuyết phục hơn. Các bạn hiểu không ạ? Tại vì bây giờ mình bảo nó tốt hết thì cũng không phải đúng không? Mà mình bảo nó xấu hết thì cũng không phải. Cho nên khi các bạn viết đi ạ, các bạn có thể chọn nha. Tức là các bạn vẫn sẽ chọn là đây theo tôi là negative hay positive. Tuy nhiên mình vẫn phải nhắc đến cái vế kia một chút. Mình vẫn phải nhắc đến vế kia một chút. Được chưa? Ví dụ nhé. Thầy sẽ ví dụ cho các bạn ạ, là khi mà thầy gửi cái bài này cho giám khảo này thì thầy sẽ nghiêng về hướng tích cực. Đó, thầy nghiêng về hướng tích cực và thầy sẽ khen. Đấy, hai ý thầy khen hết, thầy khen là nói chung là những cái người mà họ vươn lên này thì họ sẽ truyền được những cái ý chí nghị lực cho những cái follower của họ đúng không? Và cái thứ hai là khi mà những cái người nổi tiếng họ biết quảng bá hình ảnh cho đất nước của mình ấy. Thì cái hình ảnh của đất nước đấy cũng như là cái ngành du lịch của các cái đất nước đấy thì nó cũng sẽ phát triển mạnh hơn. Các bạn tra thử giúp thầy nhé, là hai cái ý thầy vừa nói thì là đúng hay sai. Thứ nhất là nếu mà cái người nổi tiếng đấy họ mà làm một cái hình mẫu tốt thì họ ảnh hưởng tốt đến người follow họ, và thứ hai là nếu họ biết quảng bá hình ảnh của đất nước thì kiểu với một cái sự phát triển của mạng xã hội đúng không, họ biết quảng cáo cho Việt Nam, vẻ đẹp Việt Nam thì rõ ràng là phát triển cho đất nước, cụ thể là ngành du lịch. Thì các bạn sẽ thấy là hai ý đấy rõ ràng là đúng đúng không? Và khi mà thầy viết ấy, thì thầy cũng đã viết thêm một ý dự phòng. Đấy, thầy ghi là tuy nhiên đúng không? Rõ ràng là cũng có một số những cái người thì họ tai tiếng nhiều hơn là nổi tiếng. Đó, kiểu khá bảnh, nô thứ đó, đúng không? Đấy, nhưng mà thầy thấy là nếu mà ví dụ cho cái đấy vào nữa thì bài thầy nó hơi dài. Thì cho nên là thầy tạm thời thầy lược đi. Thì khi mà gửi giám khảo ấy thì những cái thành phần khác thì nó đều được 8 và 9. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ thì ông lại cho 7. Các bạn hiểu không ạ? Và nhá, theo quan điểm của cái ông giám khảo đấy ấy, thì ông ý tức là theo thầy thì là ông đấy có một cái view khá là tiêu cực về người nổi tiếng. Và ông ấy nói luôn là theo ông ý nhá, thì mỗi khi mà ông ý nghe đến người nổi tiếng thì ông ấy sẽ nghĩ đến toàn những cái scandal và những cái xấu ấy, tức là họ lợi dụng những cái xấu để họ nổi tiếng ấy. Đó, cho nên là khi mà thầy viết là tích cực thì ông ấy không thể thuyết phục. Được chưa? Thì thầy mới bảo là thật ra ấy là khi tôi viết thì tôi cũng đã nghĩ đến cái đấy rồi.
Tuy nhiên thì khi mà tôi nghĩ lại đúng không, những cái content mà tôi thấy trên mạng ấy, những cái content mà viral trên mạng các bạn thấy ấy, đúng không, hoặc là ví dụ như thầy đang giảng cho các bạn đi, thì các bạn sẽ thích cái kiểu mà thầy cho các bạn giá trị mà nó tốt hay là thầy kiểu drama chửi nhau? Các bạn tra thử xem nào, các bạn thích là thầy livestream kiểu này hay là các bạn thích thầy livestream PK với một người khác? Thì các bạn sẽ thấy ngay là khi mà thầy nhìn những cái content trên mạng ấy, thì thầy sẽ thấy là theo cái quan sát của thầy nha, là những cái content tốt thì nó sẽ thường là đem lại giá trị và nó thu hút nhiều hơn đó, hơn là drama, cho nên là mình sẽ chọn hướng đấy. Thì thầy có hỏi cái ông giám khảo ấy nếu mà em PK nhiều à, trời ơi, thôi thôi không PK nhá, anyway, thì đúng không, thầy có hỏi ông giám khảo đấy là ý là ví dụ mà tôi viết như thế này khi mà đi thi thật ấy, thì ví dụ như một cái ông giám khảo nào đấy mà ông ý có một cái quan điểm nó tích cực như tôi, thì liệu là tôi có được 8 không, đúng không? Tại vì là nếu mà ông ấy quan điểm giống mình thì ông ấy sẽ nghĩ là đây không phải là bị đánh đồng, đúng không, mà đúng là tốt hơn thật. Thì cái bác giám khảo đấy, bác ấy cũng trả lời với thầy là đúng đấy, đúng là khi thi thật nếu mà em mà được chấm bởi một cái người giám khảo mà may mắn là họ có cái quan điểm giống em ấy thì chắc chắn là em cũng sẽ được lên 8. Tuy nhiên khi mà đi thi thì em không thể biết được là người ta nghĩ gì, cho nên đúng không, thay vì việc là mình nghiêng hết về một phía và mình chỉ nhắc đến là nó tích cực hay tiêu cực, thì mình có thể vẫn nghiêng nha, cách mình có thể vẫn nghiêng về một phía tiêu cực hoặc tích cực, nhưng không, mình nghiêng thì mình nghiêng về một phía, nhưng mà mình nhắc đến mấy phía các bạn? Các bạn chat nào, mình có thể nghiêng về một phía nhưng khi viết ấy, thì mình vẫn gọi là đề cập, mình vẫn gọi là nhắc đến, vẫn nên nhắc đến cả hai phía, được chưa? Ok, được chưa? Tức là khi mà em nhắc đến như thế nhá, thì cái người chấm ấy, kể cả người ta không đồng ý với em, thì người ta vẫn cảm thấy là em nhận thức được cái điều đấy, đúng không? Không phải là em không biết, mà là em nhận thức được, chẳng qua em không nghiêng về thôi, đúng không? Em biết là vẫn sẽ có những khá bảnh ngoài kia, đúng không ạ? Chẳng qua là em thấy là vẫn nhiều mỹ tâm hơn là khá bảnh, đúng không? Thì họ sẽ dễ cho em 8 hơn rất nhiều và sẽ rất là an toàn cho em. Đó, cho nên là đấy là một cái lưu ý nhá. Về position của các bạn thì các bạn sẽ thấy á, thế này thì nó gọi là ideas, từ từ nhá, nhắc đến cả hai đúng không, mặc dù có thể nghiêng về một bên. Và khi các bạn làm cái này này thì nhá, thầy đảm bảo với các bạn luôn là rất ít người có thể giải thích cho các bạn kỹ đến mức này. Khi các bạn làm cái thao tác là bạn chọn một bên nhưng các bạn nhắc đến cả hai nhé, thì khi này cái idea của các bạn ấy nó sẽ gọi là ideas are more sufficiently developed. Đây này, cái từ này, cái cụm này này chính là cái cụm ở trong cái phần chấm điểm ấy mà họ ghi cho các bạn. Idea được phát triển một cách đầy đủ hơn. Các bạn có hiểu, các bạn hiểu cái ý của thầy nói không ạ? Từ từ nhé. Idea được phát triển một cách đầy đủ hơn tức là sao? Trong cái bài này đầy đủ hơn tức là em làm cái hành vi này này là nó sẽ phân biệt được cái idea của em với cả idea của bạn được bên bảy. Nó thấu đáo hơn, nó bớt đánh đồng hơn, đúng không? Nó thuyết phục hơn và nó sufficiently develop hơn. Right? Được chưa? Thì trong đề này nhá, thì cái hành động đấy nó gọi là sufficiently developed. Được chưa? Tại vì thầy biết là rất nhiều bạn khi các bạn học ấy, thậm chí là các bạn học ở hai ba nơi xong, và khi họ bảo là em cần phải phát triển cái idea của em sâu hơn, thì các bạn vẫn không hiểu là sâu hơn thì là như thế nào, đúng không? Có bạn nào bị như thế không? Có bạn nào đã từng nghĩ thế trong đầu chưa? Các bạn nhìn, bạn nào có thì lại chấm nhá. Các bạn đã từng nhìn thấy những cái chữ như là idea này cần phải develop nhiều hơn, đúng không? Em cần phải develop cái idea này nhiều hơn.
Đấy, nhưng mà vấn đề là em không hiểu nhiều hơn tức là nó như thế nào ấy. Đúng không? Tức là khi em tự viết thì em không thể hiểu được là nhiều hơn là như nào, nhưng mà nếu ví dụ em đọc bài mẫu thì em sẽ hiểu. Nhưng mà cho em tự viết thì em lại không tự viết được. Đó, thì ở đây nhá, là thầy đã nêu ra cho bọn em cái, tức là nguyên cả cái hành động của các em là các em cần phải viết cái gì ấy. Thì các em về nhà các em chỉ cần làm đúng như thế thôi. Thì khi các bạn chấm điểm thì đảm bảo luôn các bạn sẽ ăn được điểm, thậm chí bật từ 7 đến 8, nó chỉ khác, nhiều lúc nó chỉ khác nhau một câu thôi các bạn. Nhiều lúc nó chỉ khác nhau từ 1 đến 2 câu thôi, nó làm lên, nó cách nhau hẳn một cái band luôn. Ok, còn với những đề khác thì có thể nó lại khác nha. Được chưa? Đấy, nhưng với đề này thì nó là như thế. Đó. Và trong cái phần bài mẫu của thầy ấy, thì thầy cũng sẽ cho các bạn hai phiên bản nhé. Một phiên bản là bên 7 là viết theo kiểu lành lành ấy, và một phiên bản là bên 8 là mình có phản biện và mình có thấu đáo hơn, đúng không? Mình bớt đánh đồng hơn, mình chiều examiner hơn, hơn là mình viết theo kiểu bản năng, mình nghĩ gì mình viết đấy. Đó, thì cái đấy nó sẽ gọi là viết chuẩn phương pháp gọi nhá, viết và tư duy nhá. Các bạn phải tư duy đúng như thế này thì khi các bạn đặt bút vào viết ấy thì các bạn mới viết đúng. Còn tư duy từ đầu mà các bạn sai ấy, thì nó domino, các bạn sai từ đầu đến cuối luôn. Thầy không quan tâm là từ vựng các bạn khủng đến đâu chăng nữa. Idea các bạn sai phát thì các bạn nằm luôn, đừng đừng nói từ vựng ở đây. Không, từ vựng chẳng giải quyết được gì, có khi viết nhiều sai nó trừ tiếp ấy. Đó, cho nên đấy là cái khác biệt nha. Còn cái kết bài thì dễ nhá, kết bài hai câu thì các bạn chỉ cần nhắc lại thôi. Bên trên viết ý nào thì kết bài viết đúng ý đấy, thế thôi. Được chưa? Ok nhá. Rồi, đó, thế thì theo thầy nha, đây là cái bài tư duy mà nó sâu, mà nó dễ hiểu nhất mà các bạn có thể tìm được ở trên cái TikTok rồi đấy, thầy đảm bảo luôn đấy. Các bạn về các bạn đọc đúng lại cái file nhé, thầy sẽ đăng lên cho các bạn. Đọc đúng lại cái file này, sau đó các bạn ngồi viết. Và thầy sẽ chọn ra bốn, thầy nhắc lại nha. Hai voucher 400.000 cho các bạn đăng ký khóa Upper B tháng 9 này, tuần sau khai giảng nha, và mình sẽ học tập trung vào speaking writing đầu vào 5.0, và các bạn có thể nhắn tin cho thầy để test đầu vào miễn phí nhé. Và các bạn sẽ được trừ 400.000 vào học phí cho những bạn nào nhắn đầu tiên nha. Hai bạn. Chỉ hai bạn nha, bạn thứ ba là thôi nha, tại vì các lớp hết slot mất rồi. Thầy dạy offline ở Hà Nội em ạ. Còn online thì không có lớp. Các cái lớp Upper A về reading và listening thì đã full hết slot rồi. Vừa nãy trước khi live mà có một bạn đăng ký nốt cái slot Upper A online thì coi như là cả lớp on cả lớp off đều đã full hết. Cho nên bây giờ chỉ còn Upper B offline thôi. Được chưa? Hai slot giảm 400.000 cho các bạn nào nhắn cho thầy đầu tiên nhá, và bốn bài chấm miễn phí nhá. Không cần đăng ký học nhá. Bốn bài chấm miễn phí cho cái đề này nhá. Được chưa? Cho bốn bạn bình luận đầu tiên vào cái post feedback của thầy trên group IELTS từ đầu. Thầy mới đăng cái bài đấy trong group xong, các bạn có thể vào các bạn bình luận đấy. Là em thấy buổi live này rất là thế nọ thế kia đúng không? Và em muốn được chấm bài. Ok. Về học phí cũng như là ưu đãi và cấu trúc của khóa thì em cứ nhắn nhé. Em nhắn trực tiếp trên Face Transfer bò cho thầy nhé. Được chưa? Vào group IELTS từ đầu, sau đó thì nhắn cho thầy là admin. Còn trên TikTok thì thật ra dạo này hơi bận em ạ. Thi thoảng thầy mới check được TikTok thôi, cho nên là bạn nào muốn nhanh thì các bạn cứ nhắn thẳng qua phở bò cho thầy luôn là ok nha. Rồi ok, thì các bạn sẽ thấy ạ, đó chính là tư duy đề nha, nó phải sâu và nó phải dễ hiểu như thế này thì khi các bạn viết ấy, các bạn nhìn mà xem khi mà các bạn đọc hết cái phần này này nào, bây giờ chuẩn bị hết đúng không, các bạn đọc nhìn cái này nhá. Bây giờ thầy hỏi các bạn này, các bạn đọc hết cái phần mà thầy bôi như thế này thì các bạn có tự ngồi viết được cả bài không nào? Các bạn chat nhé, phát như em nhé, đúng rồi, how thi cao nhé em nhé, đề này là nó cho phát cho em ạ. Các bạn nhìn giúp thầy này, cái phần thầy bôi này, bây giờ các bạn đọc hết cái này nhé, các bạn có biết chính xác từng câu mình sẽ viết gì không nào? Đọc hết cái phần bôi này rồi thì về nhà các bạn tự viết thì các bạn có tự viết được từng câu một hay không nào? Có hay không các bạn chat giúp thầy nào, phải đủ 20 có thì mới hết cái live này nha. Trời ơi, tôi đã giải thích từ đầu đến giờ. Nhìn vào cái chỗ này thì có tự viết được từng câu trong bài không? Có hay không? Nào, được hay không? Hay thầy mong là thầy có thể tin được vào các bạn. Được hay không ạ? Có chứ, đúng không? Các bạn nhìn nó rất là rõ luôn nhé. Câu nào nó ra câu đấy luôn. Mà sai ở đâu là biết ngay ở đấy nhá. Các bạn cứ nhìn vào đây này.
Các bạn có thể về nhé, các bạn đưa cái đề này cho một cái bạn khác mà không xem livestream nhé. Các bạn muốn thử không? Đưa cho bạn của mình một cái đứa mà nó không xem livestream này. Và các bạn bảo bạn ấy viết. Thầy đảm bảo luôn là các bạn có thể nhìn vào đây và các bạn chấm bài cho bạn ấy luôn. Sai ở chỗ nào là biết, sai ở câu nào là biết câu đấy luôn nhé. Chứ không phải là ôi, hình như là chỗ này mày sai thế này. Đúng không? Sai là sai, không có hình như gì hết. Đó. Trời ơi, mới có 5 có nha, có tiếp nào. Có viết được không? Trời ơi, thầy có thể tin được vào các bạn không đây? Về nhà tự viết được không? Các bạn chat từ có đi. And then we're gonna finish Yes, ok. Rồi, ok. Rồi, nghe có là cũng yên tâm, hơi hơi yên tâm rồi. Cái file này nhá, thầy sẽ lưu lại và thầy sẽ đăng lên nhóm trong ngày mai nhá. Trong ngày mai, sáng mai đăng đi. Desktop này, outline chi tiết đề 16 tháng 9 đúng không? 2023. Outline và tư duy nhá, mình sẽ ghi thế nhá. Tư duy chi tiết. Ok. Có đấy em ạ. Nó thật ra phần intro thì em cứ nhớ đúng 2 câu thôi, còn nó hỏi gì thì em trả lời đấy. Phần mở bài thì các bạn học template làm gì, đúng không? Phần mở bài nó hỏi gì thì trả lời đúng đấy à. Nhớ một vài từ vựng thôi, chứ còn bảo là template thì đúng không? Em trả lời được chứ có cái gì đâu mà phải template. Ý ý anh là ý thì là nó không cần đấy, nó không cần, nó hơi thừa, thế là mình không thể nói nó sai được, nó hơi thừa. Các bạn biết bình thường các bạn cũng đúng rồi còn gì nữa, cần gì mà phải quá là template đúng không? Nó viết 5 chữ là mình cũng phải viết 5 chữ giống đúng không? Cẩn thận đấy, template là có lúc lại sai đấy. Rồi ok xong nhá, các bạn hiểu hết rồi đúng không? Rồi ok, thank you guys for today, được chưa? Tại vì mình muốn bạn viết nên hôm nay mình chỉ livestream thế thôi đó. Và bây giờ là đến phần gì đúng không? Bây giờ đến phần Q&A, các bạn có thể hỏi nhá. Rồi, mình sẽ có 5 phút cuối nha. 5 phút cuối thầy sẽ để cái phần thưởng ở đây nhé, để cho các bạn biết nha. Các bạn có thể hỏi bất kỳ gì về IELTS cũng như là về phần thưởng về khóa học, về IELTS, về các kinh nghiệm học, các kỹ năng. Ok, mình sẽ có 5 phút nhé. Bây giờ 9 giờ 45 mình sẽ học, mình sẽ hỏi đáp đến 9 giờ 50 nhé. Okay. Ok, các bạn có câu hỏi gì không ạ? Xong rồi, buổi hôm nay tư duy thế thôi. Các bạn chịu khó tư duy một chút. Để sau các bạn làm rất nhanh. Đúng phương pháp nó rất là nhàn. Phát lại buổi speaking part 2 à? Ủa? Cái buổi part 2 đấy là thầy đã phát lại chưa nhỉ? Hình như rồi mà. Nhỉ? Cái buổi speaking part 2 thầy phát lại chưa? Livestream đến buổi thứ 9 rồi, bắt đầu quên đấy các bạn. Bắt đầu quên, nó không nhớ là mình đã phát lại chưa. Hình như phát lại rồi. Nếu mà phát lại rồi, chưa hả? Giữa tuần nhé. Giữa tuần thì thầy sẽ đăng cho các bạn 2 cái buổi speaking lên trên group nhé. Các bạn có thể bình luận là Gmail vào để thầy gửi cho bạn. Chứ còn phát lại, thôi phát lại lằng nhằng lắm. Thì các bạn bình luận mail đấy thầy gửi qua mail cho. Tải về mà xem 10 lần được. Nếu dùng IELTS xét tuyển, thế là theo thầy nó 6.5 là không thấp đâu em. 6.5 bây giờ là trung bình cao đấy. 6 thì có thể là hơi thấp. Nhưng 6.5 thì em vào các trường trung và trên trung bình là ổn rồi. Còn dĩ nhiên ví dụ em thích chơi theo kiểu ngoại thương NEU ấy thì nó còn tùy khoa đấy, khoa hot khoa không đấy. Còn ví dụ như dĩ nhiên là các cái khoa hot của các cái trường tốt đúng không, tức là tốt của tốt thì cứ phải tầm 7 với 7 rưỡi thì mới ăn thua đó, nên là nó còn tùy. Nhưng mà nếu mà trên trung bình thua mờ thu nhá thì theo thầy là nó không thấp đâu, nó là trung bình thôi, trung bình cao rồi đấy. Nên thi BCA IDP à, em nên thi chỗ nào mà gần nhà em. Đi cho đỡ mệt đấy, hai bên như nhau mà khác gì đâu. Body viết theo kiểu peer. Cái bạn Ava là hình khỉ em nhé. Thầy sẽ trả lời cho em ngắn gọn nhé. Áp dụng theo peer được. Nhưng cái body đấy có một ý chính hay là hai ý chính thì còn tùy đề. Peer thì lúc nào cũng được, nhưng một ý chính thì không. Lúc được lúc không. Ok.
các dạng bài khác có triển khai theo online được không? Dĩ nhiên nhé, cái online này thì nó sẽ đúng 100% đối với đề này em ạ. Còn đối với các đề khác thì nó hỏi cái khác cho em, đúng không? Đấy, nhưng những cái gì các bạn áp dụng được ạ? Cái mà 2552 ấy, cái 2552 áp dụng được này, cái cấu trúc mở bài kết bài áp dụng được này. Còn thân bài thì dĩ nhiên là mỗi mỗi đề nó hỏi một kiểu. Đấy thì mình không thể áp dụng được. Đấy, thân bài thì các bạn chỉ áp dụng được cái là nó có cùng là 5 câu. Thì được nhá. Không, chứ bài bài khác nó hỏi về hậu quả, tự nhiên các bạn lại viết về nguyên nhân thì chết. Đúng không? Đó, cho nên là một nửa được nửa không nha, phải biết lọc nha em. Kinh nghiệm học listening á. Kinh nghiệm học listening à, đó chính là em học theo dạng bài theo thầy nhá. Nếu mà em band thấp ấy thì em nên khi mà ở thấp thì em sẽ học theo những cái skill nhỏ ấy của nghe. Ví dụ như là em sẽ học về nghe về ý chính này, nhận biết paraphrase, nghe chép chính tả, take note. Đấy, tức là level của nó dưới dưới ấy, thì em sẽ luyện theo các cái sub skill nhỏ 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 như thế. Được chưa? Tức là luyện khả năng nghe nói chung ấy. Xong bắt đầu khi mà em đến được khoảng tầm 4 đến 4 rưỡi thì bắt đầu em học các cái dạng của IELTS listening. Được chưa? Tức là nó có hai giai đoạn nhé. Một là giai đoạn học các cái skill nhỏ 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 ở phía dưới ấy, tùy theo kỹ năng, và sau khi em tương đối là em vững những cái skill cơ bản đấy rồi thì bắt đầu em có thể nhảy vào em học các cái dạng bài của IELTS theo thứ tự từ dễ đến khó. Chứ còn nhảy vào luôn thì cũng mệt đấy, đúng không? Đấy, nhảy vào luôn là cũng hết hơi đấy. Học từ vựng mà, học từ vựng mà. Có bạn nào đã từng xem 8 cái livestream trước của mình không? Học từ vựng bằng cách nào hiệu quả nhất các bạn nói cho bạn Hương Giang không? Có bạn nào nhớ cái tên không? Cái tên cái phương pháp này không? Yeah, đúng rồi. Khi mà mình chỉ ra những cái bẫy như thế này nhá, thì mình đảm bảo với em luôn là em bê đúng cái tư duy này, em bê sang bài khác sẽ có bài em tránh được những cái bẫy chết người kiểu như thế này. Chứ còn thật ra là form ấy, thì tại sao nó gọi là form các đúng không? Form nó rất là cứng, form nó rất là cứng, nó không phải là tư duy mà nó chỉ là một cái em áp phốt đấy, thì dĩ nhiên là nó cũng tốt đúng không, nó cũng tốt trong một số trường hợp. Nhưng mà rõ ràng là để mà bảo em tự tin để em gặp bất kỳ đề nào em cũng chiến được thì là form không thì chắc chắn không đủ. Mà tư duy em phải đúng, tư duy em phải chuẩn phương pháp thì em mới cân được hết dạng bài. Còn form thì học form theo từng dạng cũng được, đúng không? Thì gặp dạng đấy thì mình ốp vào. Kiểu vậy. Không phải nhá, không phải Nhi nhá. Một ý chắc chỉ áp dụng cho dạng agree disagree, cái đấy không liên quan này mà. Cái việc cái dạng đấy nó là dạng gì này, cái việc là cái vế đấy mình ủng hộ nhiều hay ít thì nó không ảnh hưởng đến số lượng idea nha, nó không ảnh hưởng đến cái việc em có một hay hai idea, cái đấy không liên quan, đấy không phải mấu chốt. Đúng rồi, chuẩn. Bạn Nhi gợi ý cho bạn Giang nha, đó chính là space repetition, lặp lại ngắt quãng. Đây là cái phương pháp mà mình áp dụng cho học viên trong các lớp, nhưng vấn đề là em phải biết cách để em lặp lại ngắt quãng. Đúng không? Chứ còn em tra, bây giờ em tra lặp lại ngắt quãng trên Google nó đầy mà, nó cũng đâu phải là cái gì đấy nó quá cao siêu. Chẳng qua là em áp dụng thế nào để em có thể học đều đặn được trong hàng tháng trời liền mà em không bị nản, đấy là vấn đề. Writing cần từ vựng advanced nhiều không? Nếu mà em muốn bên 8 đổ lên thì có em ạ. Còn nếu mà em muốn bên 7 rưỡi đổ xuống thì em chỉ cần sai ít thôi là được. Không cần từ vựng advanced, chỉ cần dùng từ vựng bình thường mà sai ít thôi là em đã mặc định em được 7 đến 8 phần từ vựng rồi. Đấy, còn ví dụ như em 8 đổ lên ấy, thì rõ ràng là cần advanced đúng không? Một idea tốt trong task 2 là như nào? Giống như vừa phân tích ở trong phần hoàn thành nhiệm vụ em nhé. Một idea tốt trong task 2 thì nó sẽ có theo theo thầy nha, hai yếu tố chính. Thứ nhất là không lạc đề, và thứ hai là được phát triển một cách đầy đủ. Đúng không? Phát triển một cách đầy đủ là như thế nào? Ví dụ cho một cách phát triển đầy đủ, đó chính là cái tư duy đề vừa rồi của mình. Là mình phải tôn trọng sự thật và mình không được phiến diện. Đấy, thì em phát triển càng sâu càng đầy đủ thì nó càng thuyết phục, thế thôi. Đấy là tốt nhá. Nghe là nó còn một số yếu tố nữa nhưng mà hai thằng đấy là chính thì mình sẽ nói ưu tiên trước. Hòn đá. Thật ra là gặp những cái bài như hòn đá thì có hai trường phái, một là đã viết ở nhà rồi thì em bê nguyên lại. Hai thì em học cái khung thôi. Em học cái khung và em sẽ tả gọi là đúng hình nhất có thể và sai sai về từ vựng ít nhất có thể. Đấy, theo theo thầy nha, khi mà các bạn gặp cái đề khó ấy, thì các bạn phải thu vào, các bạn phải bật chế độ phòng thủ lên.
Các bạn hiểu không ạ? Không phải là em gặp hòn đá xong em lại cứ ngồi em bắn từ vựng khủng. Đó. Mình biết nó là đề khó rồi. Thì mình phải thu vào, mình chuyển sang chế độ phòng thủ. Và mình viết câu nào là phải chắc câu đấy. Đúng không? Từ vựng, cứ từ vựng siêu đơn giản cũng được. Nhưng phải đảm bảo là không sai. Thì chắc chắn là em vẫn sẽ được 7 writing. Em có tin không? Học viên của thầy đã từng có những bạn gặp những cái đề writing rất khoai luôn. Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ đúng những gì mà mình dặn nhé. Không có màu mè gì hết. Bám đúng thế thôi, về thi về vẫn 7 writing như bình thường, không vấn đề gì cả. Đấy. Chứ còn ai mà đã khó lại còn cứ thích múa nhiều ấy, đấy nó trừ, nó cạch hết cả bài đi thì 5-6. Em đừng bị ám ảnh quá với cả cái việc là B1 hay là C1 nhé, 8 hours a day em nhé. Miễn là cái từ này nó đúng ngữ cảnh là được. Thầy nói thế thì em có hình dung không? Cái từ này nó tả đúng ngữ cảnh là được, không bị sai về thắc sắc thái nghĩa là được. Còn cái việc nó B1 hay C1 thì em tạm thời em cứ loại bỏ nó ra khỏi đầu đi. Được chưa? Để cho đầu mình nhẹ nhá, để mình tập trung vào đúng cái phần mà mình cần nhá. Còn khi nào mà em êm, ví dụ writing em 7, 7 rưỡi rồi, em lên 8 đổ lên ấy, thì bắt đầu em mới nghĩ cái kiểu đấy. Không thì đừng quá nhá. Nhặt được một hai từ hay thì có thể cho vào, nhưng mà đừng bị ám ảnh quá với cái đấy. Có nên dùng nhiều collocation không? À, theo thầy là nên dùng chọn lọc thôi, Lăng Phủ. Không nên dùng quá nhiều, chọn lọc thôi. Có nguồn nào học từ vựng á? Thật ra từ vựng thì thứ nhất là các bài reading đúng không em? Thứ hai là báo. Hương Giang nhá, em vào group IELTS từ đầu và sau đó em tìm giúp thầy nhá, là các trang báo học tiếng Anh. Thầy mới đăng cách đây 2-3 tuần. Có những cái nguồn rất là hay như là VnExpress International. Những bài báo rất hay nói về Việt Nam, cốm của Việt Nam, mùa thu Việt Nam. Đọc nó không bị chán đâu và em học được rất nhiều từ vựng hay ở cái trang đấy. Theo thầy là chắc là họ có cố vấn người nước ngoài đấy, chứ còn người Việt mà viết được những cái bài chất như vậy thì ít người. Em có thể tham khảo bài đấy và một số nguồn khác trong cái bài viết trên group IELTS từ đầu. Lịch live tiếp theo chắc là chủ nhật tuần sau em, ngày này tuần sau 8 giờ, nếu mà có thầy có thời gian nha thì thầy sẽ thông báo ở trên group. Còn ví dụ tuần nào bận quá thì các bạn không thấy thầy nói gì thì mặc định là không có gì nhá. ebook vocab đấy thì nói chung là nhiều mà. Em xem cái gì để em không bị chán là được, chứ còn từ vựng bây giờ thì thiếu gì. Google đầy à, chẳng qua là chỉ sợ em học được 3 ngày em chán em bỏ thôi. Thank you. Nói chung là dạy thì free hay không thì vẫn phải hay chứ đúng không? Chứ còn đâu phải free thì là không hay. Ok. Alright, so thank you guys for attending this very valuable writing task to live stream. Okay? And I think that's the end for today. It's 10 p.m. already, so I'm gonna sign off now. Đúng rồi. Emily, thầy có dạy ở the IELTS workshop em nhé, nhưng mà chắc là thầy xong nghỉ rồi. chắc là trong tuần này hết cái khóa vừa rồi thầy mới dạy ấy, là hết cái khóa vừa rồi là thầy nghỉ ở trung tâm rồi và thầy ra dạy riêng. Để mình có những cái phương hướng phát triển, cái phương pháp dạy ấy, nó khác. Đấy, mình cảm giác bản thân thầy thầy thấy hiệu quả hơn thì thầy sẽ dạy theo hướng đấy. Nhưng mà đúng là thầy dạy IELTS workshop phải đến 3 năm rưỡi rồi, 3 năm rưỡi gần 4 năm rồi, dạy lâu rồi mà em. Nhưng mà mới nghỉ xong. Anyway. Xem free sướng mà chơi. Bài hay nha. Một số nguồn á, IELTS Simon em, IELTS Simon hoặc là IELTS Advantage đều khá là ổn. Để ngày mai anh lên một bài nhé, Healthy Gao nhé. Mai anh lên một bài về sample writing nhé. Tại vì ấy, nếu mà bạn để ý nha. Emily, em gặp thầy ở cơ sở Đại Cồ Việt à? Ok, tại vì các bạn để ý nhé, cái writing task 2 ấy, rất nhiều trang có sample, nhưng nếu bạn để ý nhé, nó có hai vấn đề ạ. Thứ nhất, đó chính là rất nhiều bài tự xưng là bên 8, bên 9, mà chưa hề gửi cho giám khảo chấm. Có rất là nhiều dịch vụ mà các cái thầy cựu giám khảo chấm ấy, thế nghĩa là rất là uy tín, nó đắt đấy, kiểu nó 500-600 nghìn một bài ấy, nhưng mà họ chấm rất là chuẩn, tại vì họ từng chấm bài thi thật rất là nhiều năm rồi, thì những bài đấy tin được. Còn những cái bài nào mà như kiểu tự viết ra chẳng ai đưa ai chấm ấy, xong rồi tự nói là 8-9 thì hên xui lắm, nhiều lúc nó sai ở đâu các bạn chả biết đúng không? Các bạn mà biết thì các bạn đi dạy luôn rồi, làm sao mà các bạn phải đi lấy bài mẫu đó. Và vấn đề thứ hai đó chính là các cái sample ở các cái trung tâm, thật ra thầy thấy nhiều trung tâm họ cho những cái sample họ ghi là Ben 7 cộng ấy,
Các bạn biết tại sao họ lại cho bên 7 cộng không? Tại vì nếu mà họ cứ đề nào ra mà họ cũng chấm rồi họ gửi giám khảo cho các bạn ấy, thì mỗi bài đấy 500-600 nghìn, thì một tháng họ tiêu đến cả chục triệu tiền chấm bài, họ không thể chiều các bạn như thế được. Cho nên là những cái bài nào nó gắn mác là kiểu bằng bên 7, bên 7 cộng ấy, theo thầy là vẫn khá là ok cho các bạn êm 6 đến 7 đấy, nhưng mà người ta không thể tự tin, người ta nói là bên 8 được, tại vì để bên 8 rất khó các bạn ạ. Để bên 8 rất khó, và họ biết là kể cả giáo viên nhá, viết thì rất nhiều bài là quanh bên 7, 7 rưỡi, chứ không phải là bài nào viết bên 8 đâu các bạn. Thậm chí một số bài thầy gửi cho giám khảo vẫn sẽ là bên 7 rưỡi, chứ không phải là đột phát 8, 8 rưỡi đâu ạ. Rất là khó đấy. Đó, cho nên là để mà chắc chắn phải là bên 8 cộng ấy, như là cái bài ngày mai ngày kia thì đăng cho các bạn trên group, thì chắc chắn là thầy đã phải mất 500.000 cho cái bài đấy để đi chấm đấy các bạn, chứ không phải là tự nhiên viết thế xong đăng lên đâu. Đó, thì nói chung là bạn nào biết tận dụng thì các bạn sẽ có được giá trị thôi, đúng không? Không, thôi lười thôi nhé, lười thôi, không không muốn nói luôn đấy, trời. Ok, so anyway, cảm ơn các bạn nhé vì buổi live. And I might see you guys next week. Okay, so stay tuned, right? Bye. Good night. Thank you for attending. Thầy tắt nhé. Bye bye. It's been a great live stream. Yeah. Good night. Bye guys.